chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 141 ôm xuống dưới. Nơi này khoảng cách dưới chân núi thôn không xa, cũng liền một giờ lộ trình, khi mấy người lại mặt xám mày cho, khương nghiên tưởng dưới chân núi thôn người ở khai hoang nghe vậy mấy người cũng thả lỏng lại hỏi chuyện trung niên nhân nhìn mắt khương nghiên phía sau lục vân thăng trong lòng có chút cảnh giác cười nói cũng không phải là sao trong thôn thổ địa quá ít dưỡng không người sống bí thư chi bộ làm chúng ta ra tới khai hoang khương nghiên gật gật đầu hành các ngươi vội đi chúng ta thắng dược đi hai người dọc theo đất bằng bên ngoài vòng qua đi sau đó dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng trên núi đi nhìn khương nghiên hai người rời đi biến mất ở trong bụi cỏ trung niên nhân hoàn toàn thả lỏng lại phun ra một hơi quay đầu lại nhìn về phía mọi người dặn dò nói nắm chặt thời gian chạy nhanh làm việc dùng gậy gộc đẩy ra bụi cỏ khương nghiên cùng lục vân thăng nói chuyện phím này trong thôn nhật tử cũng thật khó chạy xa như vậy trong núi tới khai hoang liền tính loại ra lương thực tưởng vận hồi trong thôn cũng không dễ dàng lục vân thăng nhíu mày ở trong núi khai hoang thôn không ít nhưng tại như vậy hẻo lánh địa phương khai hoang lại không nhiều lắm thấy, sợ là có nội tình. Nghe hắn nói như vậy, Khương Nghiên kinh nghi một tiếng nhỏ giọng nói, ta sẽ không lại gặp được gián điệp đi. Hẳn là không phải gián điệp. Lục Vân Thăng lắc lắc đầu, suy tư nói, mặc kệ bọn họ, chúng ta trước hái thuốc, đường về lại đi chỗ đó nhìn xem là được. Đến tục cùng có phải hay không khai hoang, đến lúc đó vừa thấy liền biết, một ngày thời gian cũng đủ năm cái tráng lao động đem miếng đất kia sang bằng ra tới nghe lục vân thăng nói như vậy khương nghiên cũng yên tâm chỉ cần không phải gián điệp là được bằng không lại là một đống chuyện phiền toái hai người vừa đi vừa đào dược thảo lục vân thăng sọc bị một tầng nhợt nhạt dược thảo đem sọc cái đáy bao trùm đem mới vừa đào ra dược thảo thuận tay ném vào phía sau sọc khương nghiên đi đến phía trước dẫn đường vừa đi vừa nói chuyện nói chúng ta đi phía trước nhìn xem ta lần trước hái thuốc thời điểm phát hiện một mảnh thích hợp dược thảo sinh trưởng lòng chảo bởi vì gián điệp sự tình chậm trễ lần này chúng ta đi xem. Lục Vân Thăng biết kia phiến lòng chảo, trước kia huấn luyện giả ngoại đi qua, bên kia sơn thế đổ tiểu, ít có người đi, thậm chí liền hạ đến trung tâm lòng chảo đều rất khó. Tức Phụ Nhi, đi cái này phương hướng rất khó hạ đến lòng chảo, phía trước huấn luyện giả ngoại thời điểm chúng ta có tìm được một cái lộ, bên kia hạ lòng chảo dễ dàng một ít. Nghe ngươi. Nhìn nhìn phía trước đã khoảng cách không xa lòng chảo, Khương Nghiên xoay người đi theo Lục Vân Thăng từ một cái khác phương hướng đi. Cái này phương hướng hoàn toàn không lộ, nơi nơi đều là cỏ dại cùng khô nhánh cây, Lục Vân Thăng cầm gậy gộc ở phía trước mở đường, Khương Nghiên đi theo hắn phía sau. Đi rồi đại khái nửa giờ, hai người từ bụi cỏ trung ra tới, phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc rừng trúc, từ trong rừng kia thỉnh thoảng lỏa lồ cục đá cùng bùng đất, mơ hồ có thể nhìn ra có một cái đường nhỏ. Phía trước có gần 2 mét đường dốc, Lục Vân Thăng trực tiếp nhảy xuống tới, xoay người triều Khương Nghiên vương tay. Cẩn thận, phía dưới có đá vụn, đừng hoa đến chân. Khương Nghiên tiểu tâm đi đến đường dốc biên, hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay ôm lấy Lục Vân Thăng cổ, bị hắn ôm xuống dưới. Này sườn núi cũng thật đẩu. Rơi xuống đất sau, Khương Nghiên quay đầu lại nhìn lại, này vách đứng thượng thế nhưng có sắc bén hòn đá khảm ở thổ tầng trung, bộ phận bị cỏ dại che đậy, xuống dưới thời điểm nếu là không cẩn thận, thực dễ dàng bị hoa thương. Bên này còn không tính đẩu, chúng ta phía trước đi cái kia phương hướng, có chút địa phương có 3-4 mễ, thậm chí 5-6 mét trên lệch, căn bản không thể đi xuống. Đi thôi, phía trước không như vậy đẩu, nhưng lộ cũng không dễ đi. Chương 142 Lão Công, chúng ta phát tài. Rừng trúc đều là tụ tập sinh trưởng. Một đoàn một đoàn. Khô vàng trúc diệp cùng rơi xuống ngạnh trúc xác đem mặt đất hoàn toàn bao trùm, hình thành một tầng thật dày hữu diệp tầng, đi ở mặt trên dẫm toái trúc xác còn sẽ phát ra cái loại này dẫm toái làm lá cây kẻo kẹt thanh. Loại này trúc xác một chút liền châm, nông thôn trong nhà phi thường thích thiêu loại này trúc xác, dùng để nhóm lửa thực dùng tốt. Bởi vì trúc Diệp cùng trúc xác bao trùm, mặt khác cỏ dại rất khó trường lên, tầm nhìn hảo rất nhiều, bên này ngược lại so với phía trước tràn đầy cỏ dại lộ hảo tẩu một ít. Khương Nghiên nhớ tới phía trước ở trong rừng trúc gặp qua đại chuột, thật cẩn thận đi theo lục vân thăng phía sau. Xem xét bốn phía, giống như nghe được cái gì thanh âm, nàng vội vàng tiến lên vài bước, giữ chặt lục vân thăng góc áo. Lục vân thăng nắm lấy Khương Nghiên tay, an ủi nói, không có việc gì, chuột tre sợ người, sẽ không ra tới. Chích chích tức. Giọng nói còn chưa lạc, nơi xa rừng trúc bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Khương Nghiên theo bản năng nhìn qua đi, chỉ thấy một con dài rộng hắt chuột từ thổ động nhô đầu ra, sau đó vèo một chút, đột nhiên chạy trốn ra tới, nhanh chóng chui vào bên cạnh một cái khác thổ động biến mất không thấy. Khương Nghiên. Lục Vân Thăng. Không khí đột nhiên an tĩnh. Khương Nghiên ngẩng đầu nhìn Lục Vân Thăng, chớp chớp xinh đẹp mắt to, thật dài lông mi chợt phiến chợt phiến, Lục Vân Thăng xấu hổ mà ho khan một tiếng, Khương Nhiên lại cười khẽ ra tiếng, sau đó càng cười càng lớn tiếng, Lục Vân Thăng nhịn không được cũng cười, hai người cười làm một đoàn. Tiếng cười ở trong rừng quanh quẩn, trong động chuột tre sợ tới mức trung bần bật, trực tiếp thoáng tiếng sâu nhất hầm ngầm. Đi thôi lão công, chờ lát nữa kia chuột tre lại ra tới. Khương Nhiên lôi kéo Lục Vân Thăng đi phía trước đi, còn không quên trêu chọc một câu, Lục Vân Thăng thực bất đắc dĩ, hai bước đi đến Khương Nhiên bên người, chú ý chung quanh tình huống từ rừng trúc ra tới, hai người lại liên tiếp hạ mấy cái tiểu đường dốc, phía trước xuất hiện một mảnh hỗn độn mặt cỏ, bất quá mặt cỏ sinh trưởng không tính rậm rạp. Xuyên qua mặt cỏ, phía trước qua đi gần 10 mét chính là Khương Nghiên muốn đi lòng chảo. Sông nhỏ có chút làm. Lòng sông thượng nơi nơi đều là lớn lớn bé bé đá cuội, chỉ trung gian có một đạo thiển hẹp dòng nước ở chậm rãi chảy xuôi. Bờ sông hai sườn đều là cục đá linh tinh bờ cát, thỉnh thoảng sinh trưởng vài cọng hoặc cao hoặc lùng cỏ dại. Lão công, cái này cái này đều đào ra khi cây thảo đem phía dưới có chút khô vàng lá cây bẻ xuống dưới là được còn có cái kia chỉ cần rễ cây khương nghiên vui vẻ không thôi nàng quả nhiên không nhìn lầm bên này hoàn cảnh điều kiện thực hảo, dài quá không ít nàng yêu cầu dược thảo bỗng nhiên khương nghiên thấy một gốc cây sau so người đầu gối lược cao chút màu đỏ tím thực vật nàng vội vàng chạy chậm qua đi gỡ xuống sọt tiểu tâm nằm sấp xuống đất đem chung quanh cục đá từng cái dọn khai lại dùng sẻn quay chung quanh bộ rễ một chút đào thổ. Nhưng này cây thực vật có chút đại, đem một bên đào xong sau, nàng lại thay đổi cái phương hướng tiếp tục đào, tới gần cây cuối thời điểm đổi thành tiểu bàn chải từng điểm từng điểm chậm rãi đào. Đào xong dược thảo, Lục Vân Thăng liền thấy tức phụ ngồi sổn trên mặt đất, biểu tình chuyên chú, thật cẩn thận bộ dáng. Đem dược thảo bỏ vào sọt, hắn bước nhanh đã đi tới. Thấy Lục Vân Thăng lại đây, Khương Nhiên vội vàng nói, lão công, mau giúp ta đem này cây thảo đỡ lấy, ngàn vạn đừng chặt đứt, bằng không ảnh hưởng dược hiệu, đây chính là thứ tốt, là một. Mặt chủ dược đâu? Đem sọt gỡ xuống đặt ở một bên, Lục Vân Thăng ngồi sổng xuống, duỗi tay đỡ lấy này cây màu đỏ tím thực vật, hỏi, tức phụ nhi, đây là cái gì dược chủ dược? Khương Nhiên dùng tiểu bàn chải ở thực vật rễ cây thượng xoát xoát xoát, chính là phía trước ngươi ăn qua cái kia đường đậu nha, lớn như vậy long khê thảo nhưng không hảo ngộ. Đường đậu. Cái kia có thể kích phát nhân thể tiềm lực, tăng lên thân thể tố chất đường đậu. Lục Vân Thăng biểu tình nghiêm túc lên, hắn nhớ rõ Khương Nghiên nói qua, loại này dược là không thể phục chế, tức phụ nhi, gom đủ dược liệu có thể làm đường đậu sao? Không thể, ta năng lực còn không thể làm cái loại này dược. Khương Nghiên ở trên tảng đá rung rung bàn chải thượng các đất, sau đó tiếp tục từng điểm từng điểm đi xuống soát bộ rễ thượng các đất, coi trọng trình độ có thể so với đào nhân sâm. Nhưng chúng ta có thể trước tích cốc dược liệu, vạn nhất ngày đó ta giống như thần trợ, nói không chừng liền làm ra tới đâu. Lục Vân Thăng gật gật đầu, Khương Nghiên cũng không nói chuyện nữa, tập trung tinh lực đào thảo. Đào hơn 10 phút, mới đào hơn một nửa nhi, chủ yếu là long khê thảo bộ rễ quá lớn quá sâu, lại không thể bị thương bộ rễ, Khương Nghiên tiến độ phi thường chậm. Nàng đứng lên hoạt động hạ thân thể, chân đều đã tê rần. Lục Vân Thăng đau lòng nói, tức phụ nhi ta đào trong chốc lát đi. Khương Nghiên đem bàn chải đưa cho Lục Vân Thăng, chính mình duỗi tay đỡ cây cuối hai người liền như vậy qua lại luân phiên, hoa gần ba cái giờ, mới đưa này cây long cần thảo hoàn chỉnh đào ra. Lão công mau xem, đây là chúng ta đệ nhất cây long khê thảo. Nhìn từ lá cây đến căn cần tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì long khê thảo, Khương Nghiên cảm giác thành tựu bạo lều, từ chính mình giỏ tre lấy ra một khối vải bông, đem phồn đa bộ rễ tiểu tâm bao vây bỏ vào lục vân thăng sọt. Lão công, ngươi bối đi, ngươi so với ta vững chắc một ít. Ân. Ừ. Lục vân thăng gật đầu, lại hỏi, muốn ở phụ cận đi dạo sao? Nếu nơi này có một gốc cây, chung quanh hẳn là còn có mặt khác. Muốn, đi thôi. Hai người ở phụ cận xoay chuyển, quả nhiên lại phát hiện vài cọng, nhưng đều quá tiểu, không có phía trước kia cây đại. Nghĩ hiện tại không nóng nảy dùng, chính mình cùng Lục Vân Thăng cũng mệt mỏi, Khương Nghiên quyết định tạm thời không hái, làm chúng nó lại thật dài. Dù sao trừ bỏ nàng cũng không ai nhận thức, làm dược thảo nhóm trường cái 10 năm 8 năm, thời gian cũng mới thập niên 80. Vội một buổi sáng, hai người ở bờ sông dưới bóng cây nghỉ ngơi, uống miếng nước, ăn chút tối hôm qua trước tiên lạc tốt bánh. Khương Nghiên vừa ăn đồ vật, đôi mắt biên tuần tra bốn phía, xem có hay không tốt dược thảo, chờ lát nữa cùng nhau đào đi. Bỗng nhiên, nàng phát hiện lòng sông thượng có thứ gì sáng lấp lánh. Gì? Khương Nghiên kinh ngạc một tiếng, cái này niên đại không có ô nhiễm, giả ngoại là không có pha lê cùng kim loại công nghiệp chế phẩm, thứ gì sẽ lấp lánh sáng lên đâu? Trong lòng nghi hoặc, Khương Nghiên đứng dậy triệu ánh sáng đi qua. Nghe thấy nàng thanh âm, Lục Vân Thăng nhìn lại đây, thấy Khương Nghiên triều bờ sông đi đến, cũng đứng dậy theo lại đây. Khương Nghiên bước nhanh đi đến bờ sông, ở chỉ có nửa thước khoang, 10-20 cm thâm dòng suối nhỏ tìm tìm, sau đó thấy một khối ngón cái lớn nhỏ màu vàng kim loại, ở đáy nước rực rỡ lấp lánh. Vàng. Nhìn đến kia phú quý nhan sắc, Khương Nghiên trong đầu nhảy ra hai chữ hành động so đầu ốc mau nàng duỗi tay đem đáy nước kim sắc cục đá nhặt lên phóng tới trong miệng dùng sức trắng một chút mềm khương nghiên kinh hỉ không thôi xoay người nhìn về phía lục vân thăng lão công mau xem vàng chúng ta phát tài cái gì lục vân thăng hai bước đi tới nhìn nhìn khương nghiên trong tay đồ vật nhìn đến mặt trên rõ ràng dấu răng thật đúng là hoàng kim lúc này khương nghiên cũng nhớ tới kiếp trước giống như nghe người ta đề qua một miệng trạm xuyên bên này là có mỏ vàng, chẳng lẽ cái kia mỏ vàng liền ở gần đây sao? Chương 143 đầu chó kim, duyên phận A. Như vậy tưởng tượng, Khương Nghiên tức khắc kích động lên, còn có cái gì so hoàng kim càng hấp dẫn người sao? Đã không có. Khương Nghiên liền dược thảo đều không nghĩ hái, dù sao dược thảo nơi nào đều có, nhưng hoàng kim cũng không phải là tùy thời đều có. Này nhưng đều là tiền A. Tốt đẹp nằm yên sinh hoạt tựa hồ liền ở trước mắt, dễ như trở bàn tay lão công, chúng ta đi thượng du nhìn xem nói không chừng còn có thể nhặt hoàng kim đâu. Khương Nghiên lôi kéo Lục Vân Thăng, hứng thú bừng bừng mà hướng lên trên du tìm đi, Lục Vân Thăng sủng nịch mà cười cười. Lục Vân Thăng xuất thân hảo, tổ tiên cũng vẫn luôn phú quý, cho nên hắn đối tiền tài không thế nào coi trọng, nhưng tức phụ cao hứng, hắn cũng sẽ không mất hứng, bồi nàng cùng nhau chơi. Đồng thời, hắn cũng có chút tò mò, Khương Nghiên trong tay hoàng kim bất quy tắc, rõ ràng không có nhân công dấu vết giả ngoại có thể nhìn đến như vậy hoàng kim, phụ cận khả năng có mỏ vàng. Quốc gia đúng là thiếu tiền thời điểm, nếu có thể phát hiện một cái mỏ vàng, hẳn là có thể giải một ít lửa xém lông mày. Hai người dọc theo sơn cốc hướng lên trên đi. Khương Nhiên vừa đi vừa cúi đầu ở trong nước cẩn thận tìm kiếm, kiên quyết không buông tha bất luận cái gì một chút khả năng để sót vàng, thỉnh thoảng còn dùng gậy gộc phiên một phen đáy nước đá cuội, xem có hay không bị đè ở phía dưới vàng. Lục Vân Thăng yên lặng theo ở phía sau, nhìn thích thú tiểu tức phụ, khóe miệng vẫn luôn treo mỉm cười. Liền như vậy lẳng lặng nhìn Khương Nghiên, hắn đều cảm thấy hạnh phúc. Liên tiếp đi rồi nửa giờ, Khương Nghiên cái gì thu hoạch đều không có. Như thế nào cái gì đều không có, chẳng lẽ nơi này không có mỏ vàng sao? Khương Nghiên nhục chí, không vui. Một con bàn tay to duỗi đến nàng trước mặt, bàn tay mở ra, bên trong có mấy viên đậu xanh lớn nhỏ bất quy tắc kim sa. Hoa. Hạt đậu vàng một tay đem vàng chộp trong tay, Khương Nghiên xoay người cùng Lục Vân Thăng làm nũng, cảm ơn lão công, ái ngươi, moa moa. Hoang hô, Khương Nghiên còn một ngụm thân ở Lục Vân Thăng trên mặt. Thấy nàng như vậy vui vẻ, Lục Vân Thăng cũng cao hứng không thôi, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực cũng cúi đầu thân ở Khương Nghiên cái trán, đáp lại một chút, tức phụ nhi, này đó vàng đến tàn hảo, nếu là làm người phát hiện, bị cử báo sẽ thực phiền toái. Tuy rằng là quân nhân, nhưng Lục Vân Thăng không phải cứng nhắc người. Tương phản, rất nhiều thời điểm hắn đạo đức điểm mấu chốt là thực linh hoạt. Thí dụ như hiện tại. Khương Nghiên như vậy vui vẻ, hắn nếu là nói đem vàng giao đi lên, bảo bối tức phụ khẳng định không để ý tới hắn. Như vậy điểm hoàng kim cũng khởi không được cái gì đại tác dụng, làm bảo bối tức phụ vui vẻ một chút cũng không có gì không tốt. Khương Nghiên đôi mắt đều cười mị, vội vàng đem vàng cất vào trong túi, sau đó nhân cơ hội bỏ vào không gian, nơi này mới là nhất vững chắc địa phương thấy nàng một bộ kiều tiếu lại đáng yêu tham tiền dạng, Lục Vân Thăng nhịn không được lại cúi đầu hôn một cái, cười nói, như vậy thích vàng nha. Khương Nghiên gật gật đầu. Lục Vân Thăng tiếp tục nói, chờ về sau có cơ hội hồi nhà cũ, ta mang ngươi đào hoàng kim đi, chiến loạn thời điểm, Thái Gia Gia ở nhà cũ ngầm chôn không ít vàng bạc tài bảo, Gia Gia nói toàn để lại cho ta. Đến lúc đó đào ra đều cho ngươi, được không? Hoa! Lục Vân Thăng nói xúc động Khương Nghiên kia tràn đầy phát tài mộng. Nàng lôi kéo Lục Vân Thăng vạt áo, kích động hỏi: "Lão công, nhà ta trước kia là địa chủ a?" Lục Vân Thăng gật đầu. Thái gia gia kia một thế hệ, Lục gia là địa phương nhà giàu số một, sau lại chiến loạn, Thái gia gia mang theo gia gia chủ động đầu. Nhập vào Đảng, đại bộ phận gia sản chi viện kháng Nhật. Sau lại gia gia Tòng Quân, ở trên chiến trường cũng lập được công, Thái gia gia tắc trợ giúp Đảng phát triển kinh tế phương diện sự tình. Cho nên kiến quốc sau, nhà chúng ta không đã chịu quá lớn ảnh hưởng phụ thân sau lại cũng nhập đảng thành cán bộ. Khương Nhiên không nghĩ tới lục gia địa vị lại là như vậy đại, hiện tại lúc này, có nhà tư bản bối cảnh cũng chưa bị thanh toán, xem ra mặt trên có nhân lực bảo A. Hắn nhỏ giọng hỏi, có phải hay không trên cùng vị kia bảo chúng ta? Lục vân thăng mày kiếm khẽ nhất, không nghĩ tới tức phụ đoán như vậy chuẩn, gật gật đầu, thấp giọng giải thích nói, ân, kỳ thật vẫn là bị một ít ảnh hưởng, gia gia sớm về hưu, phụ thân mấy năm trước bị hạ phóng, mấy tháng trước tài hoa về kinh thị. Bất quá mấy năm nay vì tị hiềm gia gia không thế nào cùng chúng ta lui tới vừa lúc chúng ta kết hôn chờ về kinh thị ta mang ngươi đi gặp hắn Khương nghiên liên tục gật đầu tính lên lục gia thật không đơn giản từ thái gia gia đến lục vân thăng liên tiếp bốn đời người đều như vậy ưu tú hơn nữa thái gia gia có thể trở thành nhà giàu số một thái gia gia ba ba hẳn là cũng không kém đây là liên tiếp năm đời người tài thật ngưu a à. đi thôi tiếp tục hướng lên trên nhìn xem này phụ cận hẳn là có cái mỏ vàng, ngày mai ta cùng trong đoàn hội báo một chút." Lục Vân Thăng lôi kéo Khương Nghiên tiếp tục hướng lên trên đi, trên đường Khương Nghiên đào không ít dược thảo, lại tìm được mấy viên hạt mè đậu xanh lớn nhỏ kim sa, Lục Vân Thăng càng thêm khẳng định nơi này có mỏ vàng. Từ sơn cốc này đầu đi đến kia đầu, Khương Nghiên nhặt một tiểu đem hạt đậu vàng, nhưng không tái kiến đại khối vàng. Mắt thấy mau buổi chiều 3 giờ. Nếu là lại không hướng đi trở về, hai người bọn họ phải ở trong núi qua đêm ngày mai Lục Vân Thăng còn phải đi làm đâu. Cuối cùng lại tìm tìm, Khương Nghiên quay đầu lại nhìn về phía Lục Vân Thăng nói, Lão Công, chúng ta về nhà đi, về sau có cơ hội lại đến. Hảo! Lục Vân Thăng duỗi tay, Khương Nghiên ăn ý đem tay đưa cho hắn dắt lấy. Hồi trình trên đường, Khương Nghiên ở đá cụi dày đặt bờ sông biên lại phát hiện một tiểu khối nắm tay lớn nhỏ đầu chó kim. Này khối vàng bị trước kia lũ bất ngờ vọt tới khe đá, làm đại thạch đầu đè nặng, chỉ lộ ra nho nhỏ một góc, nếu không phải đặc thù góc độ, căn bản phát hiện không được. Nhìn trong tay ánh vàng rực rỡ kim khối, Khương Nghiên thỏa mãn. Chuyến này không lỗ. Theo sau, Khương Nghiên chuyên tâm lên đường, hai người ấn đường cũ phản hồi. Đi ngang qua buổi sáng kia phiến đất hoang, trong đất người đã không thấy bóng dáng, trên mặt đất cũng gồ ghề lồi lõm, căn bản không giống bị khai khẩn quá bộ dáng. Khương Nghiên nhíu mày, kia đám người thật đúng là không phải tới khai hoang. Bỗng nhiên, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía, sợ kia đám người còn chưa đi xa, cùng Lục Vân Thăng nhỏ giọng nói, sẽ không cũng là tới đào vàng đi, bất quá bọn họ hẳn là đi lòng chảo bên kia nha, tại đây đào cái gì? Lục Vân Thăng nhún vai, đi qua đi xem xét một chút tình huống, phát hiện mấy cái rất sâu lỗ trống, dùng gậy gộc cắm vào đi thăm đế chừng hơn hai thước thâm. Khương Nhiên thò qua tới Hiếu Kỳ nói, động sâu như vậy khẳng định là vì dò xét ngầm tình huống, xem ra thật là đãi vàng người. Đi thôi, trước về nhà này đám người hơn phân nữa là phi pháp đãi vàng một chốc cũng không hảo tìm người vẫn là làm trong đoàn giải quyết đi khương nghiên vừa mới chuẩn bị xoay người dưới chân liền dẫm tới rồi thứ gì cúi đầu vừa thấy là căng một mét lớn lên rỗng ruột côn sắt liền ném ở trong bụi cỏ không nhìn kỹ đều phát hiện không được khương nghiên không lưng đem côn sắt nhặt lên tới nặng trĩu phi thường có khuynh hướng cảm xúc muốn các ngươi có ích lợi gì thế nhưng liền công cụ đều đã quên mang đi liền các ngươi này vụng về đầu óc, còn đào cái gì kim. Bụi cỏ truyền đến một trận tiếng mắng, Khương Nghiên hai người nhìn qua đi, một cái ăn mặc thâm sắc quần áo trung niên nam nhân mắng mắng liệt mà từ thảo đi ra. Nhìn đến đối diện Khương Nghiên hai người, nam nhân thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn phía sau đồng bạn không biết phía trước tình huống, chính buồn đầu nghe mắng, nghe thấy lão đại thanh âm ngừng, hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền thấy Khương Nghiên cười chào hỏi. Hải, chúng ta cũng thật có duyên, chuyển một vòng lại gặp phải chương 144 ngươi tay nghề không được a à. Các loại ý niệm ở nam nhân trong đầu nhanh chóng hiện lên, nhưng trước mắt tình huống không rõ, hắn lựa chọn ấn binh không, động, một bàn tay lặng lẽ bối đến sau lưng điệu bộ, đồng thời cười ứng phó nói. Đúng vậy, quá xảo. Đúng rồi, chúng ta công cụ quên cầm, các ngươi có hay không thấy thứ gì? Ngươi là nói cái này sao? Dơ dơ lên trong tay côn sắt, Khương Nghiên nhìn về phía đối diện tò mò hỏi, đây là làm gì dùng? Đây là một loại thăm lấy thổ chất công cụ, chúng ta kêu rỗng ruột côn sắt, thôn bí thư chi bộ làm chúng ta mang điểm thổ dạng trở về, xem bên này vùng núi thích không thích hợp trồng trọt. Nam nhân nói dối há mồm liền tới, đó là mặt không đỏ tim không đập. Nghe vậy, Khương Nghiên nhìn nhìn trong tay côn sắt, bừng tỉnh đại ngộ, như vậy a, à, kia còn cho ngươi đi. Nói, Khương Nghiên liền phải đem trong tay côn sắt ném cho đối diện nam nhân, nam nhân nheo mắt, vội vàng ra tiếng ngăn lại. Không cần không cần, ta xem ngươi còn rất thích, liền tặng cho ngươi đi ác à, kia cảm ơn hương nghiên có chút tiếc nuối nàng đều mão đủ kính nghi muốn tạp người trên mặt nam nhân kia từ xuất hiện liền vẫn luôn không dịch qua rõ ràng ở đề phòng bọn họ bất quá nhìn hắn này cẩn thận bộ dáng nói không chừng hôm nay có thể toàn thân mà lui nàng nhìn nhìn bên cạnh lục vân thăng nghĩ chính mình có phải hay không liên lụy hắn nếu là chính mình không ở nói lục vân thăng một người là có thể giải quyết kia năm người đi hương nghiên vừa dứt lời lục vân thăng bỗng nhiên mở miệng sắc trời không còn sớm chúng ta liền không quấy rầy lão ca cáo từ dứt lời lục vân thăng lôi kéo khương nghiên xoay người rời đi bước chân có chút vội vàng thẳng đến nhìn không thấy phía sau trung niên nam nhân hắn mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hắn này khác thường bộ dáng lệnh khương nghiên đầy đầu mờ mịt vừa định hỏi hai câu lục vân thăng lại dành trước mở miệng làm ta sợ muốn chết tức phụ nhi ngươi không thấy đi kia nam nhân trên eo đừng đau khẳng định không phải bình thường thôn dân, nói không chừng là cái gì cùng hung cực ác hạng người. Này công sắc cũng kỳ quái, ta làm ruộng cả đời, trước nay chưa từng nghe qua trồng trọt còn muốn dò xét cái gì thổ chất. Vẫn là chạy nhanh đi thôi, này nhóm người không phải cái gì dễ chọc. Việc này đến nói cho bí thư chi bộ một tiếng, nói không chừng là gián điệp gì đó. Nghe được Lục Vân Thăng lời này, Khương Nghiên không biết hắn trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng vẫn là phối hợp diễn kịch. Khi vẫn là chạy nhanh đi thôi, vạn nhất bọn họ đuổi theo liền phiền toái, ngươi nhưng đánh không lại như vậy nhiều người. Hai người thần sắc hoảng loạn, vội vàng hướng dưới chân núi chạy đến. Bên cạnh trong bụi cỏ. Lão đại, ta liền nói ngươi suy nghĩ nhiều đi, này hai chính là lên núi hái thuốc. Mã Đức, kia nam nhìn như vậy cao tráng, nguyên lai là cái túng dưa, còn tìm cái như vậy xinh đẹp tức phụ. Thật là người so người sẽ tức chết. Mấy cái tiểu đệ nghị luận, trung niên nam nhân lại mày nhíu chặt, hắn có chút kiên kỵ cái kia thân hình cao lớn nam nhân. Bên cạnh một cái lược hiện không khéo thanh niên nhỏ giọng hỏi, lão đại, thật phóng này hai người đi sao? Vàng không đào. Bọn họ đã bại lộ, nếu là thật đem người thả chạy, khẳng. Định không thể tiếp tục tại đây đào hoàng kim, nếu không bại lộ nguy hiểm quá lớn. Nếu như bị bắt lấy, bọn họ có một cái tính một cái đều đến ăn lao cơm, nói không chừng còn phải ai súng. Vừa nghe không thể đào hoàng kim, mặt khác ba cái tiểu đệ không làm đào nha chúng ta tới cũng tới rồi sao có thể không đào thanh niên không lên tiếng chờ trung niên nam nhân quyết định trung niên nam nhân cũng thực rối rắm nam nhân kia cho hắn cảm giác thật không tốt có một loại uy hiếp cảm làm hắn có chút ném chuột sợ vỡ đồ lão đại ngươi còn do dự cái gì hai cái người thường thôi đúng vậy lão đại người chết vì tiền chim chết vì mồi đây chính là ngươi nói ở mọi người thúc giục hạ trung niên nam nhân thấp giọng tức giận mắng mã đức làm hắn chúng ta nhiều người như vậy lại là hoang sơn giả lĩnh ai cũng không biết là chúng ta làm đến lúc đó hướng trong núi một ném giả thú sẽ ăn đến sạch sẽ sau khi quyết định năm người lặng lẽ lui tiến phía sau bụi cỏ bên này đi rồi một hồi lâu khương nhiên vừa đi vừa hồi tưởng vừa rồi lục vân thăng nói minh bạch hắn dụng ý tới lục vân thăng bên tai vừa động nhanh hơn bước chân trên mặt lộ ra kinh hoảng biểu tình, nhỏ giọng cùng Khương Nghiên dặn dò. "Tức phụ nhi, chờ lát nữa bọn họ khẳng định tụ tập trung đối phó ta một người, chính ngươi cẩn thận một chút, trốn đến bên cạnh." Khương Nghiên thấp giọng đáp lại, "Ta có thể bảo hộ chính mình." "Bằng hữu, hướng đi nơi nào a?" À? Phía trước đột nhiên nhảy ra hai người tới, trong tay các cầm một phen khảm đao, Lục Vân thăng lập tức ngừng bước chân, tiểu tâm đem Khương Nghiên hộ ở sau người. Khương Nghiên vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng không ngừng hướng lục vân thăng phía sau trốn. Hai người dọa đến liên tục lui về phía sau, kết quả phía sau lại xuất hiện ba cái trong tay lấy vũ khí nam nhân, trong đó một cái đúng là phía trước hai lần đáp lời trung niên nhân. Năm người hai tiền tam sau, chậm rãi hướng cương nghiêng hai người tới gần. Trung niên nam nhân cùng bên người người nhỏ giọng dặn dò, trước giải quyết cái kia nam, nữ nhân dễ đối phó. Là, lão đại. Hai cái tiểu đệ đồng thời theo tiếng, nam nhân lại cùng đối diện đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ hợp lực trước giải quyết lục vân thăng. Không có biện pháp. Thời đại này thiếu ăn thiếu uống, nam tính phổ biến vóc dáng thấp bé, một M7 đều xem như vóc dáng cao. Mà lục vân thăng 184cm cái đầu, hơn nửa thân cường thể tráng, thiên nhiên cho người ta một loại mãnh liệt uy hiếp cảm. Trước sau đều bị lấp kín, Khương Nhiên sợ hãi mà thối lui đến ven đường trong bụi cỏ. Thường, trung niên nam nhân mặc lộ vẻ tàn nhẫn sắc, cao giọng hô to một câu, năm người đồng thời triệu lục vân thăng nhào qua đi. Thấy mấy người kia hung ác ác sát, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, Khương Nghiên vội vàng lại trốn đến xa chút, không cho lục vân thăng lo lắng. Nhìn nên diện đánh tới khảm đao, lục vân thăng mặt không đổi sắc, linh hoạt né tránh khảm đao, đồng thời một chân đạp đi ra ngoài, thật lớn lực đạo trực tiếp đem người nọ đá bay ra đi. Phịch một tiếng, đánh vào to bằng miệng chén trên thân cây. Tán cây cành lá lay động, từng mảnh lá rụng cùng với lách cách lan can đánh tạp thanh dừng ở người nọ trên người. Lấy một địch năm. Khương Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kính bạo trường hợp, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, nàng vội vàng che lại miệng mình, sợ chính mình quấy nhiễu chiến cuộc. Phanh. A. À. Thành thạo, lục vân thăng liền đem năm người đánh ngã xuống đất. Năm người từng cái mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất không ngừng đau hô. Hai bước đi đến trung niên nam nhân trước mặt, lục vân thăng một chân đạp lên ngực hắn, trên cao nhìn xuống hỏi, các ngươi là người nào, như thế nào sẽ tới này tới đãi vàng. Trung niên nhân ngực đau xót, hô nhỏ một tiếng, trả lời nói. Ta kêu bạch thịnh lâm, tìm kim thăm bạc là ta tổ truyền tay nghề. Huynh đệ, ngươi thân thủ tốt như vậy, không bằng cùng ta hỗn, chúng ta cùng nhau phát tài, như thế nào. Hắn không tin trên đời này có người không yêu hoàng kim, nếu đánh không lại, vậy mượn sức hắn, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập hắn. Lục Vân Thăng không dao động, Ngươi này tổ truyền tay nghề không được a, à, tìm lâu như vậy còn ở trên núi đảo quanh. Chương 145 tiểu phu thê đấu võ mồm. Nghe được Lục Vân Thăng nói, Bạch Thịnh Lâm sửng sốt một chút, chẳng lẽ các ngươi cũng là tới đãi vàng. Thấy mấy người bị giải quyết, Khương Nghiên cũng chạy chậm lại đây, chen vào nói nói, không, chúng ta thật là tới đào thảo dược. Nghe vậy, Bạch Thịnh Lâm khinh thường cười, lại không phải nhân sâm, vài cộng phá thảo giá trị mấy cái tiền. Hắn nhìn về phía Lục Vân Thăng mượn sức nói, huynh đệ, đi theo ta làm đi, ta dám khẳng định này trên núi có mỏ vàng, ta đã tìm được cụ thể vị trí. Chỉ cần đào khai này tòa mỏ vàng, các ngươi đời này cơm ngon rượu say cái gì đều không lo. Hiện tại không chuẩn đầu cơ trục lợi, ngươi đào nhiều như vậy vàng bán cho ai, cung tiêu xã không nghi ngờ ngươi sao. Khương nghiên tò mò không thôi, hiện tại lại không phải đời sau có thể tùy ý mua bán, liền tính trong tay có vàng, tiêu thụ con đường cũng là một cái rất lớn vấn đề. Ngay cả nàng chính mình cũng chỉ tưởng tích cóp, chờ ngày sau có thể làm buôn bán lại nghĩ cách bán đi bạch thịnh lâm cười đắc ý ta nếu dám làm này một hàng tự nhiên liền có ta con đường ngươi yên tâm tuyệt đối an toàn tiền cùng phiếu đều có bảo đảm các ngươi quá thượng tưởng đều không thể tưởng được ngày lành nghe đi lên còn rất có ý tứ bất quá ta như thế nào tin tưởng ngươi lục vân thăng tiếp tục kiềm chế trong đầu ở tự hỏi như thế nào mới có thể đem này năm người an toàn mang về đi nếu biết hắn là quân nhân này năm người khẳng định sẽ liều mạng Lúc này, Khương Nghiên không biết từ chỗ nào lấy ra một cây thô tráng dây thừng, Lục Vân Thăng kinh ngạc một cái chớp mắt, dùng ánh mắt dò hỏi Khương Nghiên, đây là chỗ nào tới? Khương Nghiên cười chớp chớp mắt, làm Lục Vân Thăng chậm rãi đoán đi thôi. Nhìn đến kia căn thô tráng dây thừng, Bạch Thịnh Lâm Minh Bạch vừa rồi nói chuyện đều là kéo dài chi từ, Minh Bạch hôm nay không thể thiện, hắn nhìn về phía mấy cái tiểu đệ đưa mắt ra hiệu. Thương thế không như vậy trọng tiểu đệ, tức khắc ác từ gan biên sinh, nắm lên bên cạnh gậy gộc nhịn đau đứng lên lặng lẽ tới gần lục vân thăng, tưởng từ phía sau tập kích. Phanh. A. À. Kết quả tiểu đệ mới vừa giơ lên tay, một cây gậy hung hăng trừ ở trên đùi. Một tiếng vang vọng núi rừng đau hô ở khe núi quanh quẩn, tiểu đệ trực tiếp ngã xuống, ôm chân đau hô. Ngươi da da, cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Thấy thế, bên cạnh một cái khác tiểu đệ hét lớn một tiếng, hùng hổ mà triều khương nghiêng vọt qua đi. Lục Vân Thăng đang ở trói bạch thịnh lâm, nghe được thanh âm nhìn hắn một cái nhưng không có nhiều động tác mà là nhìn về phía khương nghiên nhìn kia tiểu đệ vẻ mặt hung lệ tàn nhẫn bộ dáng khương nghiên trên mặt hiện lên kinh hoảng thực mau lại trấn định xuống dưới nàng nắm chặt trong tay gậy gộc nghĩ trước kia lục vân thăng dạy dỗ ở người nọ tới gần thời điểm nàng thân hình chợt lóe một gậy gộc chém ra đi thật mạnh đánh vào người nọ bụng ngay sau đó lại là hung hăng một chân đem người đá bay ra đi phanh người nọ thật mạnh nện ở trên mặt đất họa Tào. Này nữ sức lực sao lớn như vậy, thế nhưng có thể đem một người nam nhân đá phi, Mã Đức, này hai rốt cuộc là người nào a? À? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bị đá phi tiểu đệ đều có chút mộng bức, hắn thế nhưng bị một cái nữ đá bay. Thật vất vả khí phách một hồi, Khương Nghiên đem gậy gộc khiên trên vai, một bộ lưu manh lưu manh bộ dáng, khó chịu. Nói, các ngươi giống như có điểm kinh thường ta a. À. Nhưng mà xoáy bất quá một giây, Khương Nghiên ôm chân đau hô a à, đau quá đau quá lục vân thăng bó dây thường thủ hạ ý thức căng thẳng bạch thịnh lâm đau đến ngủ quan vặn vẹo kêu lên đau đớn đại ca ngươi nhẹ điểm nhi a à, đây là tay không phải đầu gỗ nhưng lục vân thăng chỗ nào quản được hắn hai bước đi đến cương nghiêng bên người đỡ nàng ở bên cạnh ngồi xuống xem xét tình huống còn hảo không trở ngại chính là phát lực phương thức không đúng chân có chút xoắn hắn nhíu mày nói ngươi kia một chân dùng sức phương thức không đúng hẳn là theo thân thể quán tính lực đạo đá ra đi. Khương Nghiên gật gật đầu, nàng vẫn là trải qua thực chiến quá ít. Bỗng nhiên, Lục Vân Thăng đôi mắt liếc mắt hữu phía sau, thanh âm lãnh lệ lên, lãnh đắc nhân tâm phát mau, nếu tưởng sống lâu một đoạn nhật tử, các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Lời này vừa nói ra, phía sau muốn chạy trốn, tưởng nhân cơ hội đánh lén hai cái tiểu đệ giống người gỗ giống nhau cương lăng tại chỗ. Thấy mấy người kia túng dạng, Khương Nghiên cười khẽ ra tiếng, các ngươi nhưng chớ chọc ta lão công, hắn giết người không chớp mắt. Mấy người nuốt nuốt nước miếng, không dám lại có chút di động. Trong lòng lại ở chửi ầm lên. Cẩu Nhật, này hắn gia gia rốt cuộc là nơi nào tới sát thần, hai vợ chồng như thế nào một cái sau một cái tàn nhẫn. Hôm nay đã đến ván sắt. Theo sau, Lục Vân Thăng dùng dây thường đem năm người bó thành đường hồ lô, chính mình cổng lên Khương Nghiên lôi kéo năm người hướng dưới chân núi đi. Khương Nghiên thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái, nhìn chầm chầm năm người không chuẩn bọn họ có dị động. Hàng hôm thời điểm, đoàn người rốt cuộc từ trên núi xuống tới. Các thôn dân đã kết thúc công việc về nhà, cửa thôn nói chuyện phím người nhìn nơi xa từ trên núi xuống tới người lại nghị luận khai. Xem đi xem đi, ta liền nói, lại có người muốn tao ương. Chật chật chật, cô nương này rốt cuộc là cái gì ngôi sao chổi chuyển thế A, mỗi lần vào núi đều có người xui xẻo. Quá nguy hiểm. Các ngươi về sau cũng không thể cùng nàng cùng nhau lên núi. Bên này, nhìn càng ngày càng xa thôn, Bạch Thịnh Lâm hỏi huynh đệ, các ngươi không phải dưới chân núi thôn người A. Lục Vân Thăng nhàn nhạt nói, ngươi thật mau sẽ biết. Không bao lâu, nơi xa xuất hiện một mảnh dày đặc phòng ốc, nhìn giống quân doanh, bên kia chân núi là một cái thôn. Bạch Thịnh Lâm còn ôm có một tia ảo tưởng, thật cẩn thận hỏi, huynh đệ, các ngươi rốt cuộc là người nào nha? Khương Nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười hỏi, ngươi biết tập quân là tội danh gì sao? Xong rồi. Nghe được tập quân này hai chữ. Mấy người nào còn có thể không biết, bọn họ đây là gặp được tham gia quân ngũ. Khó trách này hai thân thủ tốt như vậy, nguyên lai đều là quân nhân. Lôi kéo năm người đi vào quân doanh cửa, Khương Nghiên từ Lục Vân Thăng bối thượng xuống dưới, Lục Vân Thăng tiểu tâm đỡ nàng. Giá trị Cương tiểu chiến sĩ vội vàng đi tới cúi chào, doanh trưởng, ngài không phải ở nghỉ phép sao? Này mấy cái tự mình khai thác quốc gia mỏ vàng bị ta bắt, ngươi đem người mang đi vào, ngày mai làm ngủ doanh trưởng thẩm một chút. Đúng vậy, đem sọt từ Bạch Thịnh Lâm cùng một cái khác tiểu đệ trên người gỡ xuống tới, lại đem giỏ tre cất vào đại sọt. Lục Vân Thăng một tay cổng, đỡ Khương Nghiên chậm rãi hướng người nhà viện đi. Mấy cái tiểu chiến sĩ cũng đem Bạch Thịnh Lâm năm người mang tiếng quân doanh, tạm thời giam giữ lên. Thấy Khương Nghiên mỗi lần lên núi gặp chuyện không may, Lục Vân Thăng đau lòng nói, tức phụ nhi, về sau đừng lên núi, muốn thải cái gì dược ngươi vẽ ra tới, ta làm người lên núi thải, này dược đại bộ phận đều là cho trong đoàn làm, trong đoàn ra dược liệu là hẳn là ân hảo đi nhìn nhìn lục vân thăng nghĩ đến hắn kia thần kỳ thượng vị sử khương nghiên không cấm ở trong lòng buồn bực như vậy xui xẻo chẳng lẽ là bị lục vân thăng ảnh hưởng khương nghiên lẩm bẩm nói lão công ta khẳng định là bị ngươi nhiễm đen gần đèn thì sáng gần mực thì đen lục vân thăng mộng bức vì chính mình biện giải một phen tức phụ nhi là chính ngươi xui xẻo không kém ta nha khương nghiên lẩm bẩm nói a ngươi ngẫm lại chính mình thượng vị sử. Chương 146 lão công ta sai rồi, ta không nghĩ đương quả phụ. Xem xét Khương Nghiên kia đôi mắt nhỏ nhi, Lục Vân thăng khóe môi hơi hơi dơ lên, tưởng đậu đậu nàng, ngay sau đó chính sách nghiêm túc nói, tức phụ nhi, nếu làm quân nhân, phải thời khắc chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình. Lời này cỡ nào quan vĩ chính, Khương Nghiên lại nghe ra một tia uy hiếp. Nàng kéo kéo Lục Vân thăng góc áo, thanh âm kiều kiều nói, lão công ta sai rồi, ta không nghĩ đương quả phụ. Lục Vân Thăng cười khẽ, một tay ôm Khương Nghiên eo, thấp giọng nói, yên tâm, lão công khẳng định làm ngươi lên làm thủ trưởng phu nhân, đến lúc đó có tiền có quyền, ngươi nằm yên mộng tưởng liền thực hiện. Khương Nghiên mộng tưởng chưa từng có gặp Lục Vân Thăng, cho nên Lục Vân Thăng biết Khương Nghiên đối hắn kỳ vọng, hắn cũng nguyện ý vì Khương Nghiên nỗ lực phấn đấu. 3. Khương Nghiên khen thưởng hôn hắn một ngụm, Lục Vân Thăng khóe môi hơi hơi gợi lên, ôm người cánh tay nắm thật chặt. Về đến viện người nhà, hà hồng tú vừa lúc ra tới ném rác rưởi thấy khương nghiên hành động không tiện bộ dáng ra tiếng hỏi muội tử ngươi làm sao vậy không có việc gì chính là lên núi hái thuốc thời điểm đem chân xoay gần nhất thời tiết triều thật sự khả năng muốn trời mưa ngươi đừng lại lên núi nhiều nguy hiểm a à? cảm ơn tẩu tử quan tâm ta về sau không lên núi thấy khương nghiên tiếp thu chính mình ý kiến hà hồng tú rất cao hứng ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi về đến nhà Lục Vân Thăng đem sọc đặt ở trên mặt đất, hai bước tiến lên đem Khương Nghiên chặn ngang bế lên, bước đi tiến phòng khách, đem nàng đặt ở trên sofa. Tiểu Tâm cởi Khương Nghiên giày vớ, mắt cá chân chỗ đỏ một tảng lớn, Lục Vân Thăng mày không tự giác ninh chặt. Thấy không khí có chút không đúng, Khương Nghiên ra tiếng dời đi hắn lực chú ý, lão công, chiên mấy cái bắp bánh đi. Ngồi đừng nhúc nhích. Ác. À. Khương Nghiên vội vàng ngoan ngoãn ngồi xong, một bộ ta thực nghe lời bộ dáng. Lục Vân Thăng thở dài, đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra một bình nhỏ rượu trật khớp, đổ điểm ở trên tay, bàn tay to ấn ở Khương Nghiên vặn thương sưng đỏ địa phương nhẹ xoa, biên xoa biên tự trách nói. Là ta sai, vốn định làm ngươi trải qua một chút thực chiến, tích cốc điểm kinh nghiệm, không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhìn lục vân thăng như vậy nhi, Khương Nghiên cười nói, học quyền cước nào có không bị thương, ta lại không phải bút bê sứ. T. Lục vân thăng lực đạo hơi tăng lớn, Khương Nghiên thở nhẹ một tiếng, muốn đem chân rút về tới, lại bị Lục Vân Thăng gắt gao nắm ở trong tay. Ân. Ngươi nhẹ điểm nhi. Đau. Kéo lớn lên âm cuối tràn đầy bất lực cùng đáng thương, Lục Vân Thăng ngẩng đầu nhìn lại, Khương Nghiên không môi anh đào nhắm chặt, khớp hàm cắn khẩn, nỗ lực chịu đựng thỉnh thoảng hút không khí nhẹ suyễn một tiếng. Này kiều mỹ nhu nhược bộ dáng, làm người nhìn không được tưởng khi dễ phá hư. Buông ra Khương Nghiên trắng nõn như ngọc chân, Lục Vân Thăng đôi tay chống ở nàng hai sườn, thấu đi lên ở môi đỏ thượng in lại một nụ hôn, thanh âm trầm thấp lại mất tiếng, bảo bối, ngươi là đang câu dẫn ta sao? Khương Nghiên duỗi tay ôm cổ hắn, mắt to chớp chớp, tựa như khinh phiêu phiêu lông chim ở trong lòng qua lại nhẹ phẩy, kết quả dây tiếp theo. Lão công, ta chân xú không? Lục Vân Thăng chinh lăng, thấy Khương Nghiên kia diễn cười bộ dáng, ngay sau đó lại. Cười khẽ ra tiếng, thấu đi lên ôm không an phận tiểu yêu tinh hung hăng thân thượng mấy khẩu. Thật lâu sau, trời môi. Khương Nghiên dựa vào Lục Vân Thăng trong lòng ngực, thấp giọng nhẹ suyễn nói, lão công, ta muốn ăn chiên nhu bắp bánh. Ta đi làm. Đem Khương Nhiên đặt ở trên sofa, Lục Vân Thăng đứng dậy đi vào phòng bếp. Khương Nhiên nhìn về phía sofa một khắc đầu, nằm ở trong ổ mèo tiểu hắc mễ, chậm rãi dịch qua đi, loát loát hắc mễ đầu. Tiểu hắc mễ đứng dậy thân cái lười eo, đổi cái phương hướng tiếp tục ngủ, chỉ chừa cái mông cấp Khương Nhiên. Giống như sinh khí. Vội vàng đem tiểu hắc miêu bế lên, nhưng hắc mễ có điểm kháng cự, không nghĩ làm Khương Nghiên ôm, không ngừng ra bên ngoài chạy. Khương Nghiên biên loát biên hống. Thực xin lỗi sao? Về sau ba mẹ không ở ngươi trước mặt tú ân ái. Ngươi yên tâm, mẹ về sau khẳng định cho ngươi tìm cái siêu xinh đẹp tam hoa đại mỹ nữ. Yên tâm, mẹ đã bắt đầu tìm kiếm, thật sự không được, chính ngươi chọn một cái, ngươi thích cái nào ta liền dưỡng cái nào. Thế nào? Đủ ý tứ đi. Ta kiên quyết không nhúng tay ngươi hôn nhân đại sự. Ngươi thích nào chỉ mèo con mang về tới là được, tuyệt đối đối xử bình đẳng. Ở Khương Nghiên tự quyết định hạ, hắc mễ dần dần an tĩnh lại. Khương Nghiên trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này thật nghe hiểu. Không thể nào, hệ thống thiên miêu lương như vậy cấp lực. Khương Nghiên trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, gọi ra hệ thống giao diện, cẩn thận nghiên cứu một chút miêu lương giới thiệu tin tức. Nhưng tin tức cũng không có nói miêu lương có thể cho tiểu động vật càng thông minh. Khả năng hắc mễ chính là trời sinh thông minh, là miêu mễ thiên tài. Đem hắc mễ dơ lên trước mặt, nhìn nó kia tròn xoe dị đồng, hương nghiêng một ngụm thân ở lông xù xù trên đầu. Hắc mễ bảo bối, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu. Hương nghiêng ôm hắc mễ xoa xoa nắng xoa một hồi lâu, miêu đều cho nàng loát không biết giận, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lục vân thăng từ phòng bếp ra tới, liền thấy khương nghiêng vẻ mặt si hán tướng. Thấy lục vân thăng ra tới, tiểu hắc mễ một chút từ khương nghiêng trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, chạy chậm lại đây, nhìn về phía lục vân thăng miêu kêu một tiếng, dường như đang nói. Quảng quảng ngươi tức phụ nhi. Sau đó vài bước nhẹ nhảy, lặng yên không một tiếng động mà chạy vào nhà ngoại âm thầm. Thấy hát mễ kia cáo trạng bộ dáng, lục vân thăng cười nói, ngươi như thế nào nó, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Khương nghiêng lắc lắc đầu, triệu hắn vương tay, lục vân thăng đem trong tay mâm đặt lên bàn, bước nhanh đi tới, đem người ôm đến bàn ăn bên ngồi xong. Sau đó xoay người đi vào phòng bếp, bưng hai chén mặt ra tới. Hôm nay sự tình nhiều, tiêu hao tinh lực, Khương Nghiên lại đói lại mệt, cơm nước xong, vội vàng sát tắm rửa liền sớm ngủ. Sáng sớm, Lục Vân Thăng hàng ngày dậy sớm, ăn xong cơm sáng rửa mặt sau, đến trong viện đem tối hôm qua thay thế quần áo tẩy hảo. Có Khương Nghiên đánh dấu bột giặt, Lục Vân Thăng tẩy hai người quần áo so với phía trước tẩy hắn một người còn nhanh chút. Hiện tại giặt quần áo, chỉ cần đảo thượng bột giặt phao thượng nửa giờ, sau đó đơn giản xoa tẩy vài cái liền xong việc nhi. Bọt biển cũng phi thường hảo tẩy, quá thủy hai lần liền sạch sẽ. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là Khương Nghiên ở cung tiêu xã mua tân bột giặt. Cầm quần áo lượng hảo, Lục Vân Thăng đi vào phòng ngủ, nhìn nhìn ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt bảo bối tức phụ. cúi đầu thân ở trắng nõn gương mặt, Lục Vân Thăng nhẹ giọng nói, bảo bối, ta đi làm. Khương Nghiên lúc này nửa mộng nửa tỉnh, thói quen tính ôm cổ hắn, nỉ non một tiếng liền phải hướng trong lòng ngực toảng thấp giọng dặn dò vài câu, Lục Vân Thăng đứng dậy phải rời khỏi, cảm giác người phải đi, Khương Nghiên chậm rãi mở to mắt. Thấy vậy, Lục Vân Thăng trực tiếp đem nàng kéo tới, ngồi ở trên giường, ngươi chân còn không có hảo, buổi tối đừng nấu cơm, chờ ta trở lại. Lão công cúi chào. Khương Nghiên ngơ ngác gật đầu, Lục Vân Thăng ở nàng giữa trán hôn hôn liền rời đi. Ở trên giường ngồi trong chốc lát, thấy sắc trời đại lượng, Khương Nghiên chậm rì rì từ trên giường lên, đi vào phòng bếp, mang sang trong nồi ôm cơm sáng nhai kỹ nuốt chậm. Chờ ăn xong cơm sáng, người cũng không sai biệt lắm tỉnh táo lại. Rửa chén rửa mặt, uy miêu uy gà, quét tước một chút đình viện, chờ vội xong không sai biệt lắm 8, 9 giờ, Thái Dương cũng ra tới. Chương 147 Lão Hữu Cái gọi là sự bất quá tam. Trước sau 3 lần vào núi, ba lần đều phát sinh ngoài ý muốn, Khương Nghiên quyết định về sau không bao giờ vào núi hái thuốc, vẫn là làm bộ đội các chiến sĩ đại lao đi bọn họ vừa lúc học điểm dược lý tri thức về sau xuất ngũ trở lại quê quán cũng coi như có nhất nghệ tinh dưỡng thương trong lúc nhà sách tân hoa gửi tới tân phiên dịch bản thảo cùng gửi tới còn có lần trước tiền nhuận bút cùng phiếu định mức hương nghiên sinh hoạt cũng khôi phục quy luật phiên dịch cùng hệ thống học tập là ban ngày quan trọng nhất hai cái bộ phận ngẫu nhiên cùng tẩu tử nhóm cùng nhau ngồi ở đất trống nói chuyện phiếm thả lỏng một chút tâm tình bất quá gần nhất mấy ngày không khí càng ngày càng oi bức trong phòng xi măng mặt đất đều ướt dầm về có chút ẩm. Tẩu tử nhóm cũng không yêu ra cửa, Khương Nghiên cũng qua ở trong nhà. quan 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 Viện môn bị gõ vang, ngay sau đó viên tố phượng thanh âm vang lên. Khương Nghiên muội tử, quá đoạn thời gian muốn trời mưa, phương nam thời gian này đoạn, trời mưa lên chính là một tháng tả hữu. Tẩu tử nhóm thương lượng một chút, ngày mai đi thành phố cung tiêu xã mua điểm đồ vật, tận lực nhiều tích cóc một ít, ngươi muốn cùng đi sao? Nghe được viên tố phượng nói, khương nghiên nhớ tới phương nam trứ danh mưa dầm quý vùng duyên hải hạ thu hai mùa còn sẽ có bão cùng phong này nếu là đổ mưa thật là không dứt ta đi khương nghiên lập tức đáp ứng cái này niên đại cơ sở phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện thậm chí sưng được với kém ở nông thôn càng là kỳ kém vô cùng một khi trời mưa ngươi sẽ thắt sâu lý giải lầy lội cái này từ chân chính hàm nghĩa chỉ cần ra cửa một dưới chân đi lại rút lên trên chân tất cả đều là bùn hơn nữa bởi vì trường kỳ phao thủy, mặt đường phi thường hoạt, hơi không chú ý chính là một cái mông đông nhi. Nếu liên tục trời mưa nói, Khương Nghiên là không chuẩn bị ra cửa. Hành, kia sáng mai chúng ta ở đất trống tập hợp, ác đúng rồi, buổi chiều lâm trường sẽ đem 6-7 tháng củi gỗ đưa tới, cũng là trời mưa vấn đề, cho nên 6-7 tháng liền cùng nhau đưa. Hảo, ta nhớ kỹ, cảm ơn tẩu tử nhắc nhở ta. Hải, không có việc gì. Nói xong viên tố phượng xoay người rời đi, khương nghiên cũng về phòng thu thập một chút này niên đại trên cơ bản đều thiêu củi lửa than đá là tương đối quý giá nhị đoàn đóng quân điểm rời xa thành thị ly lâm trường tương đối gần liền thiêu củi gỗ lâm trường bên kia mỗi tháng sẽ đúng giờ đưa củi gỗ lại đây người nhà viện cũng sẽ có xứng ngạch xem như bộ đội cấp phúc lợi rốt cuộc từ phương bắc điều phối lại đây đi theo người nhà nhóm vẫn là ăn không ít đau khổ nhị đoàn hơn nửa người nhà viện mỗi tháng đều sẽ sinh ra rất nhiều phân tro trước kia đều là tùy tiện xử lý. Nhưng Khương Nghiên đề qua sau, Hà Hồng Tú liền đem việc này nói cho Thịnh Bình Hoa. Hiện tại trong đoàn thực đường thiêu hủy phân cho đều sẽ thu thập lên, người nhà viện bên này cũng sẽ định kỳ thu thập, sau đó vùi vào quân doanh ngoại quân khẩn đồng ruộng. Này mà sao, tự nhiên là có thể vì một chút là một chút, chẳng sợ sinh sản nhiều một cân lương thực, đều là kiếm được. Buổi chiều Khương Nghiên sớm ăn xong cơm trưa, không có tiếng vào học tập hình thức, mà là ở trong viện phiên dịch bản thảo, viện môn là mở ra, Lâm Trường người tới nàng là có thể nhìn đến. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Lẹp xẹp lẹp xẹp. Ngưu Đề dẫm đạp mặt đất hỗn tấm ván gỗ xe kẻo kẹt thanh từ viện ngoại truyền tới, Khương Nghiên ngẩng đầu nhìn qua đi. Thấy được tấm ván gỗ xe cái đuôi, mặt trên chất đầy từng khối củi gỗ. Khương Nghiên vội vàng cái hảo bút máy, thu hồi bản thảo, thuận tay ném vào không gian, hướng viện ngoại đất trống đi đến. Người nhà viện mặt khác quân tẩu nhóm cũng tụ lại đây đại gia trong tay đều cầm một cái tiểu sách vở. Đây là củi lửa bổn. Mỗi nhà mỗi tháng củi gỗ lượng có hạn ngạch, lĩnh củi gỗ sau, nhân viên công tác sẽ ở củi lửa bổn thượng cái con dấu. Đưa bó củi lâm trường nhân viên công tác đã đã tới rất nhiều lần, hắn theo thứ tự cấp quân tẩu nhóm củi gỗ bổn thượng đóng dấu. Sau đó nhân viên công tác khác bắt đầu hướng các gia phòng bếp dọn củi gỗ. Quân tẩu nhóm không cần động thủ, cái này là phúc lợi đại ngộ chi nhất. Lão hứa, phiền toái ngươi, mỗi lần đều làm ngươi dọn nhiều như vậy củi gỗ. Nhân gia mệt đến mồ hôi ướt đẫm, chính mình lại ở một bên đứng trơ, Khương Nghiên có chút ngượng ngùng. Hứa hẹn xoa xoa cái tráng hãn, sang sảng cười nói, không có việc gì, có thể cho quân tẩu hỗ trợ là vinh hạnh của ta, chúng ta này đó lão hữu cũng liền điểm này tác dụng. Hứa hẹn hơn 30-40 tuổi, nghe nói trước kia là rất lợi hại nghiên cứu viên, nhưng bởi vì nhà tư bản xuất thân bị đánh thành lão hữu, hạ phóng đến lâm trường tiến hành cải tạo lao động. Cải tạo lao động, xem tên đoán nghĩa chính là thông qua cải tạo lao động tư tưởng. Bị mang lên lão hữu danh hiệu người, làm là nhất khổ mệt nhất sống, được đến hồi báo cũng là ít nhất. Người khác còn không thể hỗ trợ, bởi vì giúp chính là ảnh hưởng lão hữu cải tạo lao động, đồng tình lão hữu, đồng tình nhà tư bản. Hiện tại đúng là vận động trung kỳ, là tiếng gió nhất khẩn, cũng là hồng vệ binh nhất càng rỡ thời kỳ, nếu như bị khấu cái đồng tình lão hữu mũ, ngay cả lục vân thăng doanh trưởng chức vị đều đến bị loát rớt cái này niên đại, bị đó chết mệt chết phê đấu chết lão hữu không ở số ít. Cùng lão hứa cùng nhau tới còn có mấy cái tuổi so với hắn đại chút, bốn năm chục tuổi lão giáo thụ. Khương Nghiên hiểu biết quá, đều là một ít rất lợi hại giáo thụ, kết quả bị hạ phóng đến nơi đây, nhật tử quá thực khổ. Khương Nghiên là hữu tâm vô lực. Vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Khương Nghiên ra phòng bếp bể bếp mặt sau một góc tràn đầy tất cả đều là chỉnh tề xếp hàng củi gỗ, củi gỗ đều là trước tiên gói tốt, dùng thời điểm có thể một bó một bó đề xuống dưới trước khi đi khương nghiên đem một cái màu đen vải thô túi đưa cho hứa hẹn lão hứa mặt khác ta cũng giúp không được vội cái này là ta chính mình làm một ít thuốc viên cùng thuốc tán vạn nhất ngươi cùng các giáo sư có cái đau đầu nhức ốc dựa theo này trương đơn tử ăn chút sẽ hảo chút nhật tử lại khổ đều đến kiên trì tồn tại mới có hy vọng hứa hẹn gặp qua khương nghiên ở trong viện phơi nắng dược liệu cho rằng nàng là trung y nghĩ các giáo sư thân thể vẫn là tiếp nhận Khương Nghiên túi. Cảm ơn, thật sự, ta thế các giáo sư cảm ơn ngươi. Cái này niên đại trừ bỏ thiếu ăn, chữa bệnh điều kiện cũng rất kém cỏi, sinh bệnh là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Lão hữu vốn là không chịu đại gia đại thấy, mỗi người như tránh trắng rết, một khi sinh bệnh, cơ bản chính là ở quỷ môn quan phụ cận. Khương Nghiên lắc lắc đầu, hứa hẹn nhìn mắt viện ngoại, tiểu tâm đem túi tất vào bên trong quần áo tàn hảo. Nếu như bị người phát hiện, này dược nói không chừng sẽ bị thu đi lại lần nữa cùng khương nghiên nói lời cảm tạ hứa hẹn trở lại đất trống chờ mọi người đến đông đủ lâm trường người khu xe bò rời đi người nhà viện ngoại trên đường mấy cái lão hữu mệt đến không được nhưng bọn hắn không thể ngồi xe đến ở phía sau đi theo lúc này trên xe công văn tiểu cô nương bỗng nhiên ra tiếng nói đội trưởng làm cho bọn họ cũng lên xe đi bọn họ đi rồi một đường lại dọn như vậy nhiều củi lửa mấy cái lão nhân gia khiên không được có người không tán đồng. Bọn họ chính là lão hữu, như thế nào có thể cùng chúng ta giống nhau ngồi xe đâu. Đúng vậy, lão hữu phải tiến hành cải tạo lao động, đến làm cho bọn họ minh bạch lao động nhất quang vinh. Tiểu cô nương nhíu mày, các ngươi nói cũng chưa sai, nhưng cải tạo tiền đề là bọn họ đến tồn tại, ngay cả mạng sống cũng không còn, cải tạo còn có cái gì ý nghĩa. Đại gia rốt cuộc không phải Hồng vệ binh, trầm mặt trong chốc lát, vẫn là làm mấy cái lão hữu lên xe chương 148 mưa đúng lúc. Đoàn xe trở lại lâm trường, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lão hứa cùng mấy cái giáo thụ trở lại bọn họ thấp bé nhà ngói, bọn họ chỗ ở ở lâm trường nhất hẻo lánh địa phương, rời xa lâm trường nhân viên công tác khác. Khụ khụ. Tối tăm trong phòng, một vị đầu tóc hoa râm lão giáo thụ nhịn không được thấp giọng ho khang, bên cạnh mang mắt kính lão đầu nhi vội vàng truyền đặt một ly nước sôi để nguội. Lão tiền, ngươi như vậy không được a, à, vẫn là đến tìm bác sĩ nhìn một cái, bệnh sẽ càng kéo càng nghiêm trọng. Họ tiền lão giáo thụ vẫy vẫy tay, hữu khí vô lực nói, tiểu cảm mạo thôi, không cần phiền toái tràn trường, hắn đã thực chiếu cố chúng ta, đừng làm hắn khó xử. Nghe vậy, lão đầu nhi than nhẹ một tiếng, không khỏi oán trách vài câu. Tuổi trẻ thời điểm luôn muốn đền đáp tổ quốc, bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều xem thường, liền vì nhiều học một chút tri thức. Ai từng tưởng, hiện tại lại là như vậy quan cảnh một vị khắc lão nhân cũng không khỏi thở dài trong lời nói toàn là tiếc nuối ta không sợ chết càng không sợ chịu khổ liền sợ thật vất vả học được tri thức không người truyền thừa quốc nội hiện tại thời kỳ giáp hạt một khi chúng ta những người này không có ai có thể khởi động quốc gia tương lai a à? phòng trong một mảnh trầm mặc chỉ còn thấp ẩn ho khang thanh ngoài phòng hứa hẹn từ nơi xa đi tới nghe được trong phòng ho khang thanh bước nhanh đi đến tiền giáo thụ ngươi không sao chứ như thế nào lại ho khang hứa hẹn là nông trường hạ phóng nhân viên tuổi trẻ nhất, cho nên chủ động gánh vác nổi lên chiếu cố lão các giáo sư trách nhiệm. Tiền giáo thụ vẫy vẫy tay, hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một ít, không sao, ta đã cảm giác khá hơn nhiều, không cần lo lắng. Nhưng hắn kia tái nhợt sắc mặt thật sự không có thuyết phục lực. Lúc này, hứa hẹn nhớ tới ba ngày Khương Nghiên đưa cho hắn đồ vật. Hắn vội vàng đi đến cạnh cửa, nhìn nhìn bên ngoài tình huống, tiểu tâm đóng cửa lại, từ trong quần áo lấy ra một cái túi tiền mọi người đều vây quanh lại đây tiểu hứa đây là cái gì chỗ nào tới hứa hẹn mở ra túi nhỏ giọng giải thích nói một cái quân tẩu cấp dược ta phía trước thấy trong viện phơi không ít dược thảo nàng hẳn là trung y nhìn nhìn Khương nghiên thuyết minh hứa hẹn cầm lấy một bao thuốc tán cái này hẳn là phong hàng tán tiền giáo thụ ngài ăn một bao thử xem hẳn là hữu dụng thật tốt quá mưa đúng lúc a à, lão tiền mau ăn một bao Người này bệnh thật sự không thể lại kéo. Nếu ăn không hiệu quả, vẫn là đến phiền quái tràn trường tìm cái đại phu. Liền cảm lạnh bạch khai, tiền giáo thụ đem một bao cây đắng thuốc tán ăn đi xuống, mọi người cũng trở về chính mình nhà ở, đơn sơ bùng xây tiểu viện thực mau liền an tĩnh lại. Bạn ngoài phòng ve minh, phòng trong mọi người lại tràn trọc, tương lai một mảnh mê mang làm người khó có thể đi vào giấc ngủ. Bên kia người nhà viện. Hai vợ chồng son nằm ở trên giường, Khương Nghiên dựa vào lục vân thăng trong lòng. Ngực, nói ba ngày cấp hứa hẹn dược sự. Khương Nghiên lẩm bẩm nói, ta có thể hay không quá xúc động, về sau sẽ không có người lấy việc này công kích ngươi đi. Đừng lo lắng, đều là việc nhỏ, Lâm Trường người phụ trách là chúng ta bộ đội chuyển nghề quá khứ quan quân, ta đã thấy, người không tồi, hắn sẽ chiếu cố những cái đó các giáo sư. Vậy hành. Khương Nghiên yên tâm, lại nói lên ngày mai đi trong thành sự tình. Có cái gì muốn ăn sao? Ngày mai ta cùng tổ tử nhóm đi trong thành đại mua sắm quá đoạn thời gian trời mưa liền không ra khỏi cửa. Ngươi làm đều hảo. Lục vân thăng không kén ăn, chỉ cần có thể ăn, cốt xấu đều có thể tiếp thu, huống hồ khương nghiên trù nghệ như vậy hảo, kinh nàng tay làm được đồ vật liền không có không thể ăn. Khi ta tùy ý phát huy, có cái gì liền mua cái gì. Ngày kế sáng sớm, người nhà viện ngoại nhà ga trạm đài thượng, nhị đoàn gia đình quân nhân nhóm từng người cổng giỏ tre, ở trạm đài thượng đẳng xe. Khó được đi một chuyến trong thành, mọi người đều rất cao hứng diệp phượng kiều nhất hưng phấn điểm chân nhìn nhìn xe lại đây phương hướng một chút xe bóng dáng đều nhìn không tới xe như thế nào còn không có tới không phải là đã đi rồi đi trang thúy châu cười đáp lời xe là từ trạm xuyên ra tới đến chúng ta này sẽ vãn chút thời điểm chờ một chút đi hôm nay tẩu tử nhóm muốn đi thượng lâm thị bên kia thương phẩm chủng loại càng phong phú hơn nửa khoảng cách gần ngồi xe chỉ cần hai cái giờ trịnh bội dung cũng đi theo cùng nhau xem xét bên cạnh Khương Nghiên, muốn tìm cơ hội cùng nàng đáp cái lời nói, xoát cái mặt thục. Đây chính là trong đoàn Đại Hồng Nhân, Lục Vân Thăng ở trong đoàn danh khí cũng không nhỏ, nếu là Khương Nghiên có thể vì chính mình làm mai mối, cả cái hảo trượng phu sát suất không phải lớn hơn nữa. Nhưng Trang Thúy Châu không thích Khương Nghiên, nàng hiện tại lại không thể đắc tội Trang Thúy Châu, chỉ phải thật cẩn thận chậm đợi thời cơ. Khương Nghiên không biết chính mình bị trịnh bộ dung theo dõi, nhàm chán mà khắp nơi nhìn xung quanh, Nhìn đến nơi xa thôn trang phương hướng nhanh chóng đi tới mấy người, hẳn là cũng là đi mua sắm. Nông thôn tuy rằng phổ biến bần cùng. Nhưng các gia cùng các gia tình huống không phải đều giống nhau, vẫn là có tiểu bộ phận nhân gia là tương đối tương đối dư giả. Mưa dầm quý buông xuống, quân tẩu nhóm đều có thể nghĩ đến muốn độn đồ vật, sinh trưởng ở địa phương người địa phương khẳng định càng đến trước tiên chuẩn bị. Chậm rãi. Nơi xa mấy người càng ngày càng gần. Gì? Người quen A. À? bước nhanh đi tới người cũng thấy được Khương Nghiên, nháy mắt mở to hai mắt, vu lộ lộ không nghĩ tới thế nhưng sẽ tại đây gặp được Khương Nghiên. Cùng Triệu Xuân Hoa xé rách mặt sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua Khương Nghiên. Lại lần nữa gặp mặt, Khương Nghiên môi hồng răng trắng, làn da lại bạch lại nộn, cùng phía trước khác nhau như hai người, vừa thấy liền biết nhật tử quá đến không tồi. Vu lộ lộ giận sôi máu, hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển hướng một bên, tâm tình có chút phức tạp, chính mình xuất thân như vậy hảo, như thế nào liền hỗn đến kém như vậy. Khương Nghiên cũng ở quan sát vu lộ lộ, nàng sắc mặt có chút tiều tụy, không vừa tới khi hồng nhuận, giống như có chút gầy, xem ra ở trong thôn bị không ít tội. Thấy ở lộ lộ kia không thích chính mình bộ dáng, Khương Nghiên một chút đều không tức giận, ngược lại bác quái chi tâm hừng hực thiêu đốt. Mới vừa kết hôn lúc ấy, nàng đi trong thôn mua gà con, vừa lúc gặp phải vu lộ lộ cùng Triệu Xuân Hoa bắt tặc. Người sao, nào có không yêu xem diễn, Khương Nghiên đương nhiên muốn vây xem ai biết này tặc cuối cùng thế nhưng bắt được triệu xuân hoa trên người bắt tặc tiếp một nháy mắt biến thành tỉ muội xé bức đại chiến còn dẫn tới trong thôn thím cô nương tham dự khi trường hợp thật là đồ sộ khương nghiên đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ cũng không biết khi tràng trò khôi hài kế tiếp là cái gì không chờ khương nghiên hỏi thăm bác quái bên cạnh hà hồng tú trước mở miệng thím các ngươi cũng là đi thượng lâm thị mua đồ vật sao Thiếm gật đầu trả lời nói mùa mưa muốn tới lộ không dễ đi nên mua đồ vật đến trước tiên bị, chờ trời mưa liền không hảo đi trong thành. Vị này thím còn rất hay nói, chủ động mở ra đề tài. Lại nói tiếp, cũng ít nhiều bộ đội, khoảng thời gian trước đại lượng thu cộng rơm, làm chúng ta kiếm lời điểm tiền, bằng không hiện tại nào bỏ được đi trong thành mua đồ vật. Dân quê quanh năm suốt tháng liền ngóng trong cuối năm phân chút tiền ấy lương sinh hoạt, nhưng hiện tại không giống nhau. Nhà máy thức ăn gia súc thu cộng rơm, chúng ta trong thôn nhiều một bút thu vào, ngày thường tính toán thời điểm trong tay cũng có thể dư giả một ít. Nghe thấy thím trong lời nói cảm kích cùng than thở, Ngô Hiểu Lâm cười mở miệng, 6 tháng cuối năm nhà máy thức ăn gia súc có sung túc cộng rơm, trong thôn cũng có thể mua thức ăn chăn nuôi nuôi heo, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Chương 149 chính là có tiền. Nghĩ như vậy cảnh tượng, thím càng thêm khát khao, đối Ngô Hiểu Lâm hảo cảm cọ, cọ 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 hướng lên trên trướng. Hà Hồng Tú nhìn Ngô Hiểu Lâm liếc mắt một cái, nàng văn hóa trình độ không cao, nhưng không đại biểu là ngu ngốc. Nhận thấy được Ngô Hiểu Lâm đối Khương Nghiên không hữu hảo, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vu Lộ Lộ cười nói sang chuyện khác, vị cô nương này nhìn quen mắt, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Vu Lộ Lộ nhìn lại đây, nàng đối Hà Hồng Tú không có gì ấn tượng, lúc ấy liền cố cùng Triệu Xuân Hoa đánh nhau, nhiều nhất thêm vào chú ý một chút Khương Nghiên, đến nỗi Khương Nghiên bên người là ai cũng không biết. Thấy ở Lộ Lộ vẻ mặt mờ mịt, Khương Nghiên nhân cơ hội chen vào nói tẩu tử ngươi đã quên, lần trước chúng ta đi trong thôn mua gà con, vị này thanh niên trí thức bị cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức trộm tiền, hai người vì thế còn vung tay đánh nhau đâu. Khương Nghiên bắt lấy hết thảy thời cơ, nỗ lực cấp vu lộ lộ mắt lẻo, làm ngươi đối ta âm dương quái khí. Vu lộ lộ mắt trợn trắng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hà Hồng Tú nháy mắt nghĩ tới, nàng nhưng nhớ rõ này hai thanh niên trí thức đều không phải cái gì người tốt, tâm nhãn tử một cái sau so một cái nhiều. Trước mắt cái này thanh niên trí thức tuy rằng bị chiếm không ít tiện nghi, nhưng nàng cũng lừa người ta xuống nông thôn, đây chính là hủy hoại nhân gia cả đời tiền đồ. Vừa nghe có bác quái, viên tố phượng cũng thấu lại đây, tò mò hỏi, vị kia thanh niên trí thức sao lại còn tiền sao? Còn. Thiếm gật đầu tiếp tục nói, bất quá nàng một tháng trước cả đi trấn trên, hiện tại không phải chúng ta thôn thanh niên trí thức, ở trấn trên đều có công tác. Vu lộ lộ cười nhạt một tiếng, toan ngôn toan ngữ nói, còn không phải bán mình được đến, một cái hơn 30 tuổi lão nam nhân, nàng cũng xem đến đi xuống. Vốn dĩ vu lộ lộ là tưởng âm dương Khương Nghiên gả cho cái lão nam nhân, ai ngờ Khương Nghiên không có gì phản ứng, Diệp Phượng Kiều lại tạc. Trước cuộc lục vân thăng mới 25 tuổi, mà các đi tới là thật sự hơn 30. Diệp Phượng Kiều tự động dò số chỗ ngồi, cho rằng vu lộ lộ đang ám phúng nàng gả cho cái hơn 30 lão nam nhân. Các đi tới sau so nàng đại 15 tuổi, chồng già vợ trẻ việc này, Diệp Phượng Kiều vốn là bị người phê bình, chọc cuộc sống. Hiện tại một cái vô quyền vô thế xuống nông thôn thanh niên trí thức đều có thể trào phúng nàng, Diệp Phượng Kiều nhịn không được ra tiếng giận dỗi. Hơn 30 làm sao vậy? Nhân gia có thể gã là người ta bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi cũng gã cái có thể cho ngươi tìm công tác nam nhân, chính mình không bản lĩnh tại đây cách ứng ai đâu. Vu lộ lộ biểu tình giật mình, phản ứng lại đây sau trong lòng một trận. Tức giận, người này đầu óc có bệnh đi, vô duyên vô cớ mắng nàng làm gì, chính mình lại không trêu chọc nàng. Vu lộ lộ hiểu lầm Diệp Phượng Kiều cùng Khương Nghiên là một bên nhi. Nhưng đối diện đều là quân tẩu, trượng phu chức quan cũng không thấp, nàng sẽ không xuẩn một chút đắc tội nhiều người như vậy. Chỉ phải nhịn Diệp Phượng Kiều giận dỗi, phẫn nộ mà trắng nàng liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm chán ghét Khương Nghiên. Nhìn đến vu lộ lộ ánh mắt kia, Khương Nghiên cảm thấy chính mình tai bay vạ gió. Người nhà viện quân tẩu nhóm biết Diệp Phượng Kiều gia tình huống, ngô hiểu lâm vội vàng ra tiếng an ủi. Phượng Kiều muội tử xin bớt giận, ngươi hiện tại có mang cũng không thể sinh khí, bị thương hài tử không có lời. Ghét bỏ mà đánh giá vu lộ lộ liếc mắt một cái, dịp phượng kiều dịch vị trí, ly vu lộ lộ rất xa, sau đó nhìn phía nơi xa, xem xe có tới không. Vu lộ lộ cũng được đến thím ánh mắt cảnh cáo, lại tức lại ủy khuất, cũng nhìn về phía một bên không hề mở miệng. Không bao lâu, ô tô tới, đoàn người vội vàng lên xe. Hai cái giờ sau, xe ở Thượng Lâm Thị Cung Tiêu xả cửa dừng lại vào thành người cơ bản đều là đi cung tiêu xã mua đồ vật, cho nên nơi này cũng là ô tô trạm cuối. Hiện tại đã mau 10 điểm, tới cung tiêu xã mua đồ vật sớm Cao Phong đã qua đi, thịt loại hút hàng thương phẩm đã sớm bán xong. Vì thế Khương Nghiên bổ sung một ít mặt khác thô lương, các loại đậu chế phẩm cùng với phơi khô nấm gì đó. Khương Nghiên vừa không thiếu tiền cũng không thiếu phiếu, nhìn đến cái gì liền mua cái gì. Giỏ tre dần dần bị lấp đầy. Nghĩ mặt sau thời tiết sẽ thực nhiệt, nàng lại mua hai cân đậu xanh, chuẩn bị ngao điểm thanh nhiệt giải nhiệt chè đậu xanh. Mua xong đồ vật, thấy viên tố phượng ở trước quầy do dự, Khương Nghiên đi qua đi vừa thấy, nàng đang xem một khối màu trắng mang theo điểm nhàn nhạt hồng nhạt hoa vải bông. Này bố nhan sắc thật không sai, tẩu tử ngươi ăn mặc khẳng định đẹp. Khương Nghiên khích lệ một câu, viên tố phượng không tha mà lắc lắc đầu, liền như vậy một chút bố phiếu, vẫn là lưu trữ ăn tết cấp hài tử làm kiện tân áo bông đi. Nghe viên tố phượng nói như vậy, Khương Nghiên tò mò hỏi, tẩu tử, ngươi còn sẽ làm quần áo nha viên tố phượng cười nói cha ta trước kia là may vá ở nhà thời điểm đi theo hắn học điểm bản lĩnh nhà của chúng ta quần áo đều là ta làm thương nhiên ánh mắt sáng lên viên tố phượng trên người quần áo đường may phi thường hảo nàng vẫn luôn tưởng mua không nghĩ tới là chính mình làm trong nhà còn có thật nhiều bố chính mình cũng sẽ không làm quần áo những cái đó bố liền vẫn luôn phóng chỗ đó có chút lãng phí nàng bỗng nhiên nói tẩu tử ta có bao nhiêu bố phiếu ta dùng bố phiếu đổi ngươi giúp ta làm mấy thân quần áo có thể chứ? Nghe được Khương Nghiên nói, viên tố phượng nhìn lại đây, nàng biết Khương Nghiên làm phiên dịch, trong tay có không ít tiền giấy. Xem nàng ngày thường mua đồ vật, chưa bao giờ suy xét giá cả liền biết, Khương Nghiên là thực sự có tiền có phiếu A. Nhưng đây là nhân gia bằng bản lĩnh đến, nàng tuy rằng hâm mộ lại không ghen ghét, chỉ hy vọng nữ nhi có thể học giỏi tiếng Anh, về sau giống Khương Nghiên giống nhau nhẹ nhàng kiếm tiền phiếu. Thấy Khương Nghiên không phải ở nói giỡn, Viên tố phượng không lo lắng nhiều liền đáp ứng rồi. Các nàng gia liền tam khẩu người, kinh tế tương đối dư giả, thiếu phiếu nhưng không thiếu tiền, cho nên nàng mới có thể xem này vải bông. Cảm ơn tẩu tử. Khương nghiên đem tay cất vào trong túi, từ không gian lấy ra năm trương một thước bố phiếu đưa cho viên tố phượng, nàng chính mình không mua bố, trong nhà còn như vậy nhiều bố đâu. Thấy Khương nghiên ra tay hào phóng như vậy, viên tố phượng vội nói, nhiều, bốn thước bố là được. Khương nghiên không sao cả, không có việc gì, bố có thể nhiều không thể thiếu, nhiều có thể thừa, thiếu nhưng không đến bổ. Hai người gian trao đổi không có gạt những người khác, thấy Khương Nghiên có phiếu, Diệp Phượng Kiều vội vàng thấu lại đây. Khương Nghiên, ta cũng sẽ làm quần áo, ngươi cấp năm thước bố phiếu cho ta, ta cũng có thể cho ngươi làm mấy thân quần áo. Khương Nghiên xem xét mắt Diệp Phượng Kiều trên người ăn mặc quần áo, liền ngươi kia đường may giá trị năm thước bố phiếu. Diệp Phượng Kiều da mặt dày, như thế nào không đáng giá, ta nhi tử quần áo đều là ta làm, mọi người đều nói tốt. Lời khách sáo ngươi còn thật sự. Dỗi một câu, Khương Nhiên hướng bên cạnh Hà Hồng Tú cùng Phùng Ánh Xuân đi đến, Diệp Phượng Kiều tức giận đến không được, đầu một ngưỡng, cũng hướng bên kia Trang Thúy Châu cùng Trịnh Bội Vinh hai người đi đến. Hai người vẫn luôn ở chú ý Khương Nhiên, Trịnh Bội Dung Hiếu Kỳ nói, biểu tỷ, cái này Khương Nhiên cái gì địa vị, ra tay rất hào phóng, lúc này hoa không ít tiền giấy. Nghe được Trịnh Bội Dung nói, Diệp Phượng Kiều Toan nói, còn không phải là nhiều đọc điểm thư, có gì đặc biệt hơn người, ta nếu có thể nhiều đọc sách không thể so nàng kém. Lời này nhưng bị thương Trang Thúy Châu Tâm, nàng cũng là cao trung tốt nghiệp, như thế nào liền không khương nghiêng lớn như vậy bản lĩnh. Trắng Diệp Phượng Kiều liếc mắt một cái, Trang Thúy Châu giải thích nói, Khương Nghiên là nhà sách tân hoa phiên dịch nhân viên, phiên dịch bản thảo là có thể đến tiền cùng phiếu, nàng có tiền đâu. Chương 150 không thể tưởng được đi. Lợi hại như vậy. Trịnh Bội Dung là sơ trung tốt nghiệp, tự nhiên biết tiếng Anh có bao nhiêu khó, nàng liền bài khóa đều xem không quá minh bạch, càng đừng nói phiên dịch những cái đó tiếng Anh thư tịch. Nhìn Khương Nghiên mấy người, Trịnh Bội Dung không biết suy nghĩ cái gì. Mua xong đồ vật, Khương Nghiên mấy người hướng chờ Trang Thúy Châu ba người đi đến, thấy Ngô Hiểu Lâm còn ở mua đồ vật, đại gia liền đứng lại đợi trong chốc lát. Hôm nay không mua được thịt, Khương Nghiên có chút không dễ chịu, nàng đến thành phố chủ yếu mục đích chính là vì bán thịt, vì thế cùng Hà Hồng Tú nhỏ giọng nói, tẩu tử, ta muốn đi đại thị trường đi dạo. Đại thị trường là thành phố chuyên bán nông sản phẩm phụ địa phương, cũng là quốc doanh, nơi đó có sống gà sống vịt, còn có cá gì đó, nông sản phẩm chủng loại so cung tiêu xả nhiều. Hà Hồng Tú gật đầu, hành, chính ngươi cẩn thận, ô tô buổi chiều 3 giờ xuất phát, không cần lầm thời gian. Ta nhớ kỹ. Cùng mọi người nói một tiếng, Khương Nghiên cổng giỏ tre hướng đại thị trường phương hướng đi đến, trịnh bội dung hâm mộ không thôi. Thực sự có tiền a à? mua nhiều như vậy đồ vật, thế nhưng còn muốn đi đại thị trường mua. Diệp Phượng Kiều nhịn không được toan nói, thật là người so người sẽ tức chết. Đi ra mọi người tầm mắt sau, Khương Nghiên quyết đoán hô chiếc xe kéo, đi đại thị trường đi đường đến nửa giờ, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất chính mình. Mười tới phút sau, xe ở đại thị trường cửa dừng lại, đem tiền đưa cho Sa Phu, Khương Nghiên đi vào thị trường. Thị trường người so cung tiêu xả nhiều, mới vừa đi tới cửa liền nghe được bên trong truyền đến các loại hỏi giới cùng tiếng la gạo và mì lương du, thịt heo, thịt bò, trứng gà cùng với cái gì sữa bò sữa dê, hết thảy đều có. Sữa tươi không trải qua phóng, lại nói trong nhà có sữa bột cùng sữa mạch nha, Khương Nghiên xem xét liếc mắt một cái liền dời đi tầm mắt. Nàng đi đến bán thịt quầy hàng trước, nhìn một chút bên cạnh tiểu Hắc bản thượng dùng phấn viết viết hôm nay thịt giới. Thịt bò 7 mao tiền một cân. Thịt dê 7 mao tiền một cân. Thịt heo 8.5 mao tiền một cân. Không thể tưởng được đi cái này niên đại dê bò thịt thế nhưng so thịt heo tiện nghi. Cái này niên đại ít người nước luộc, thịt mở giá cả quý nhất, thịt bò protein hàm lượng cao, mỡ hàm lượng thiếu, đại gia không thế nào thích. Thịt dê thuần. Tuy là hương vị không tốt, mùi vị quá lớn, rất ít có người có thể chịu đựng thịt dê hương vị. Đã lâu không ăn thịt bò, Khương Nghiên trong tay có 10 tới cân phiếu thịt, mua 2 cân tốt nhất thịt bò, 2 cân thịt heo, dư lại 6 cân toàn mua thành heo mỡ lá thịt heo xào rau đó là thật hương. Thấy Khương Nghiên mua nhiều như vậy thịt cùng du, bán thịt đại thúc một bên thiết thịt, một bên tò mò hỏi, cô nương, đây là trong nhà muốn làm việc như sao? Không phải, chính mình ăn. Nghe Khương Nghiên nói là chính mình ăn, bán thịt đại thúc thái độ đều thay đổi. Chính mình ăn được. Nói chuyện thời điểm, hắn đem trong tay thịt xoay chuyển phương hướng, cắt hai cân tốt nhất thịt heo đưa cho Khương Nghiên. Này khối thịt vì gầy nửa này nửa nọ, nhìn rất là xinh đẹp hôm nay này thịt không tồi ngươi về sau nếu là muốn ăn thịt liền đến ta này tới thúc bảo đảm cho ngươi thiết tốt nhất cảm ơn đại thúc khương nghiên ngầm hiểu đại thúc cũng vừa lòng mà cười có thể làm đến nhiều như vậy phiếu thịt còn một chút mua nhiều như vậy thịt trong nhà không điểm bối cảnh cùng địa vị ai tin a à. dùng giấy dầu đem thịt cùng mở lá bao hảo tiểu tâm đưa cho khương nghiên thuận tay tiếp nhận nàng truyền đạt 10 cân phiếu thịt cùng chín khối bảy mao tiền đại thúc cười đem người tiễn đi hôm nay mở lá giá cả có điểm cao, một khối một mau tiền một cân. Nhưng cô nương này vẫn là đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà mua sáu cân. Đại thúc trong lòng chắc chắn, này hẳn là vị nào lãnh đạo người nhà, nhìn mặt sinh, phỏng chừng tân điều tới không lâu. Mua xong thịt, hương Nghiên lại ở đại thị trường đi dạo. Đi ngang qua thủy sản khu thời điểm, nhìn đến mấy chỉ sống con ba ba. Đáng tiếc không phiếu thịt. Tính, lần sau lại đến. Khương Nghiên một đường vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng hỏi một chút giá cả, không phát hiện nơi xa có người theo dõi chính mình. Từ đại thị trường ra tới, Khương Nghiên sọt lại trọng không ít. Nàng đi đến ven đường, vừa định lấy một chiếc xe kéo, một cái hoàng mau nha đầu bỗng nhiên đã đi tới, lôi kéo nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi tưởng mua con ba ba sao? Theo tiếng nhìn lại, là cái tám chín tuổi tiểu nữ hài, mặt thực gầy, khô vàng tóc sơ thành hai cái bánh quai chèo biển đáp trên vai. Vừa thấy liền dinh dưỡng bất lương, trên người quần áo cũng mụn vá chồng mụn vá. Thấy Khương Nghiên nhìn qua, nữ hài lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Khương Nghiên gật đầu, ta là tưởng mua, nhưng ta không có phiếu thịt. Nữ hài nhỏ giọng nói, ca ca ta ở trong sông tóm được hai chỉ con ba ba, chúng ta có thể cùng ngươi đổi lương thực sao? Tiểu nữ hài nhìn đáng thương, nhưng Khương Nghiên trong lòng có chút cảnh giác, nhưng hai chỉ con ba ba xác thật thực mê người. Nàng nghĩ nghĩ nói, ca ca ngươi ở đâu, ta tưởng trước xem một chút nơi đó. Nữ hài chỉ chỉ đối diện ven đường cửa hàng trước nam hài, hắn cổng một cái giỏ tre, chính nhìn bên này. Khương Nghiên cẩn thận đánh giá một chút, hai người xác thật có bảy tám phần tương tự, hẳn là thân huynh muội không sai. Thấy Khương Nghiên nhìn qua, nam hài có chút câu nệ mà cười cười, hắn tuổi tác đại khái 14 năm tuổi, cùng muội muội giống nhau gầy yếu, nhưng đôi mắt thật trong suốt, cái này làm cho Khương Nghiên hơi thả lỏng cảnh giác. Tiểu nữ hài vẫy tay, nam hài vội vàng chạy chậm lại đây, gỡ xuống bối thượng giỏ tre vạch trần cái rơm rạ. Hai chỉ đại ba ba xuất hiện ở trước mắt, đánh giá một con có hai ba cân. Khương Nghiên thực vừa lòng, đây chính là hoang dại đại ba ba nha. Nàng nhìn về phía Nam Hải hỏi, ngươi muội muội nói muốn đổi lương thực. Nam Hải liên tục gật đầu. Khương Nghiên lại hỏi, các ngươi hẳn là đi đại thị trường bán qua đi, bọn họ cho các ngươi bao nhiêu tiền một cân? Hai mao. Như vậy thấp. Khương Nghiên kinh ngạc, nàng vừa rồi đi hỏi giới thời điểm chính là sáu mao tiền một cân A. Hai hài tử rất đáng thương, Khương Nhiên đồng tình tâm tràn lan, cũng không nghĩ hố bọn họ, nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi hỏi giới là sáu mao, ta ấn sáu mao giá cả đổi ngang nhau giá trị lương thực cho các ngươi đi. Hai người liên tục gật đầu, Khương Nhiên cười nói, ngươi nghĩ muốn cái gì lương thực gạo tiểu mạch hoặc là mạch khác? Đều có thể. Khi cho các ngươi đổi gạo đi, con ba ba xưng qua sao? Tiểu nữ hài trả lời nói, một con 2 cân 62, một con 3 cân 22. Vì chứng minh chính mình chưa nói dối, Nam Hải còn từ bên cạnh cửa hàng mượn một cái tiểu cân đòn lại đây, đương trường xưng cấp Khương Nghiên xem, trọng lượng không có vấn đề. Thời buổi này đầu cơ trục lợi trảo nghiêm, nhưng vật vật trao đổi vẫn là có thể, không có như vậy thượng cương thượng tuyến. Loại này hiện tượng ở nông thôn thực phổ biến, trong thành tương đối thiếu một ít, nhưng cũng có. Tổng cộng 5 cân 82, 6 mao tiền một cân nói chính là 3 khối 4 mao 8, Gạo hiện tại là một mau hai một cân, vừa lúc là hai mươi chín cân gạo, đúng không? Nam Hài liên tục gật đầu, tới phía trước bọn họ đã sớm tính toán qua. Vốn dĩ nghĩ chỉ cần so bán cho cung tiêu xã mua lương nhiều, liền thay đổi, không nghĩ tới đụng tới một cái hảo tâm tỷ tỷ. Đi theo ta. Khương Nhiên mang theo hai người, một lần nữa đi vào đại thị trường, đi vào bán bể quầy hàng trước, nàng móc ra tiền giấy đương trường mua hai mươi chín cân gạo bỏ vào Nam Hài sọc. Nam Hài đem hai chỉ dùng rơm rạ cột chắc con ba ba đưa cho Khương Nghiên, sau đó hướng Khương Nghiên cúi mình vái chào, cảm ơn tỷ tỷ. Không cần không cần. Khương Nghiên vội vàng đem người nâng dậy tới, hai cái tiểu hài tử lại lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó cổng gạo rời đi. Thủ quầy hàng đại tỷ cười nói, cô nương ngươi cũng thật hào phóng, thế nhưng lấy mua giới thay đổi các nàng con ba ba. Nhìn hai người bóng dáng, Khương Nghiên không khỏi cảm khái, có thể giúp đỡ một phen, mọi người đều rất không dễ dàng chương 151 ngư lôi, lập công lớn. Khương nhiên mỗi tháng tiền nhuận bút thu vào ở 800 đến 1.000 chi gian, nhưng non nửa tiền nhuận bút đều đổi thành các loại phiếu định mức, thực tế tới tay năm 600 tả hữu. Hơn nửa lục vân thăng tiền lương, hai người gia đình nguyệt thu nhập ổn định ở 600 đến 700 chi gian, ở thời đại này xem như thỏa thỏa cao tiền lương. Phải biết rằng quốc gia cấp lãnh đạo mỗi tháng tiền lương cũng liền cái này trình độ, huống chi Khương Nghiên còn có các loại phiếu định mức, tam khối nhiều con ba ba đối nàng tới nói không tính cái gì. Ở đại thị trường mua cái tay đề giỏ tre bọc giáp cá, Khương Nhiên đi đại thị trường ngoại tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm trưa, sau đó ngồi xe trở lại cung tiêu xã trạm điểm. Nhìn đến Khương Nhiên mua con ba ba, mọi người lại là một trận kinh ngạc cảm thán, hâm mộ. Buổi chiều 3 giờ xe đúng giờ xuất phát, cơm chiều trước vừa lúc về đến nhà, Khương Nhiên đem tân mua con ba ba hầm thượng, lại thiết thượng mấy cái khoai tây, làm cái khoai tây hầm thịt bò. Còn chưa đi tiến sân, Lục Vân Thăng đã nghe đến mùi hương, mới vừa đẩy ra viện môn, Khương Nghiên liền bưng mâm từ phòng bếp ra tới. "Mau rửa tay, có ăn ngon." Bước nhanh đi vào sân, ở trong viện lưu nước biên rửa rửa tay, Lục Vân Thăng đi vào phòng khách, nhìn đến canh trong bồn toàn bộ con ba ba kinh ngạc nói, "Mua được con ba ba." Từ phòng bếp mang sang hai chén cơm tẻ, Khương Nghiên giải thích nói, "Ở đại thị trường gặp được hai cái tiểu hài tử, dùng gạo cùng bọn họ đổi, này con ba ba không tồi." Cái này là khoai tây hầm thịt bò, đại thị trường thịt cung ứng lượng so trấn trên đại, về sau ta đều đi thành phố mua thịt, như vậy chúng ta có thể thường xuyên ăn thịt. Nói, Khương Nghiên đem một đôi chiếc đũa đưa cho Lục Vân Thăng, chính mình kẹp lên một khối thịt bò nếm nếm hương vị, vừa lòng gật gật đầu. Lục Vân Thăng cũng gấp một khối, liên tục khen ngợi, đúng rồi, tức phụ nhi, ngày mai trong đoàn cùng. Mặt khác bộ đội đi hải ngoại cô đảo liên hợp diễn tập, phỏng chừng đến vài thiên. Khương Nghiên ngồi xuống dặn dò nói, chính ngươi chú ý an toàn. Cơm nước xong, Khương Nghiên cấp Lục Vân Thăng thu thập đồ vật, quan trọng nhất tự nhiên chính là các loại thuốc viên cùng thuốc bột. Khương Nghiên nhất nhất dặn dò, Lục Vân Thăng liền ở bên cạnh nghe. Chức nghiệp quân nhân cứ như vậy, thường thường liền sẽ ra nhiệm vụ, nhưng so với hàng năm ở thuyền thượng thủy binh lại hảo không ít, ít nhất có thể nhìn thấy người. Lục Vân Thăng đi rồi ngày hôm sau, nửa đêm nổi lên mưa to, tiếng sấm từng trận, phản phất trời sập đất lúng giống nhau. Khương Nghiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đem cửa sổ đóng lại, nhìn ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, trong lòng không khỏi lo lắng khởi lục vân thăng tới. Miêu Cảm ứng được Khương Nghiên cảm xúc, hắc mễ từ phòng khách đi vào tới, linh hoạt nhảy đến trên bàn sách, quai lông xù xù đầu không ngừng cọ Khương Nghiên lòng bàn tay. Khẽ vuốt hắc mễ mềm nhẵn sống lưng, Khương Nghiên nhẹ giọng nỉ non, ta không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng. Trời mưa suốt một đêm, ngày hôm sau buổi sáng đều còn tại hạ toàn bộ thế giới đều ướt dầm về, Khương Nghiên có chút không thói quen, ngồi ở phòng ngủ án thư, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, an tĩnh phiên dịch bản thảo. Buổi chiều vũ ít đi một chút, kết quả chạng vạn thời điểm lại lớn, bạn từng trận tiếng sấm cùng tia chớp. Liên tiếp nửa tháng, ban ngày là tí tách tí tách mưa nhỏ, buổi tối liền dần dần biến đại, tích tắc đánh vào trên cửa sổ. Ngày thứ tư, vũ tạm thời ngừng, nhưng thiên vẫn là âm u, tự hồ ở ấp ủ tiếp theo tràn mưa to. Khương Nghiên bối thượng sọc, chuẩn bị thừa dịp hiện tại không mưa, cấp đám gà con nhiều chuẩn bị điểm mới mẻ cỏ khô đặt ở trong không gian. Mặc vào plastic ống ủng, bối thượng giỏ tre Khương Nghiên ra cửa. Trải qua nước mưa ngâm, trên đường phi thường ướt hoạt, Khương Nghiên đi rất chậm, mỗi một bước đều đến dẫm ổn. Từ người nhà viện ra tới, Khương Nghiên không có đi quá xa, lo lắng đột nhiên lại trời mưa, liền ở ven đường cắt chút cỏ xanh. Nơi xa, một đám người vây quanh ở quân doanh cửa, Khương Nghiên tò mò mà thấu qua đi đến gần vừa thấy, thế nhưng là viên không nổ mạnh ngư lôi. Ngư lôi. Khương Nghiên kinh hô ra tiếng, mọi người đều nhìn lại đây, giá trị cương hai cái tiểu chiến sĩ cũng nhìn lại đây. Một cái đại thúc hỏi, cô nương, ngươi nhận thức thứ này. Bọn họ ra biển bắt cá, vốn dĩ tưởng đuổi ở mùa mưa trước trở về, ai ngờ vớt đến một cái chưa thấy qua cục sắt. Nghĩ phụ cận có bộ đội, liền trực tiếp mang theo trở về. Có một chút hiểu biết. Khương Nghiên gật gật đầu đi tới nhìn kỹ xem này viên ngư lôi bỗng nhiên nàng nghĩ đến vẫn luôn vô dụng quá học tập đồ cuốn cái này đồ cuốn chỉ có thể học tập nhân tạo máy móc vật phẩm xem mặt trên tiếng anh đánh dấu hẳn là đại dương đối diện cái kia quốc gia nghĩ đến đây khương nghiên gọi ra hệ thống giao diện cúi đầu nhìn quần sáng dùng ý niệm lựa chọn ngư lôi vì học tập mục tiêu ngay sau đó một cổ khổng lồ tin tức dũng mãnh vào trong óc khương nghiên có chút hoảng thần nhưng thực mau liền khôi phục lại lại xem ngư lôi Mỗi một cái bộ kiện thiết kế, chế tạo cùng với tài liệu, Khương Nghiên đều rõ như lòng bàn tay, học tập đồ cuốn quá trâu bò. Không chỉ là biết vì cái gì, còn biết như thế nào chế tạo cùng với tương quan tài liệu tinh luyện cùng xứng so từ từ, khó trách hệ thống sẽ có điều hạn chế. Vòng quanh ngư lôi xoay vài vòng, Khương Nghiên cảm khái không thôi, nhìn về phía mấy cái thôn dân nói, các ngươi lập công lớn, thứ này có điểm ý tứ. Thấy Khương Nghiên lời thề son sắc bộ dáng, các ngư dân cao hứng lên, lập công lớn, khi bọn họ sẽ được đến khen thưởng đi. Hai cái tiểu chiến sĩ kinh ngạc không thôi, bọn họ biết đây là ngư lôi, làm hải quân sao có thể không quen biết các loại trang bị, nhưng Khương Nghiên cũng nhận thức, này liền làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Nhưng tiểu chiến sĩ không mở miệng, lẳng lặng chờ quân doanh trưởng quan ra tới. Khương Nghiên xem xét vài lần, không có gì hứng thú liền rời đi, rốt cuộc nàng đã hoàn toàn nắm giữ, không gì đẹp. Khương Nghiên chân trước rời đi, thịnh bình hoa sau lưng liền ra tới, nhìn đến ngư lôi thượng tiếng anh đánh số kích động không thôi. Đây chính là đương kim thế giới tiên tiến nhất ngư lôi nha, thế nhưng bị một đám ngư dân vớt tới rồi, việc này nói ra đi ai tin a. À. Áp xuống trong lòng kích động, Thịnh Bình Hoa nhìn về phía mấy cái thôn dân, "Cảm ơn, cảm ơn đại gia vớt đến thứ này." "Nhưng là thứ này chúng ta đến nghiên cứu một chút, phiền toái đại gia lưu lại chính mình tên họ cùng địa chỉ, đến lúc đó chúng ta sẽ vì đại gia xin nên có khen thưởng." Vừa nghe thực sự có khen thưởng, các ngư dân càng thêm cao hứng, lưu lại tên họ cùng địa chỉ sau liền vây quanh rời đi. Thịnh Bình Hoa cũng vội vàng làm người Tiểu Tâm đem ngư lôi chuyển dời đến trong nhà. Mọi người vội vàng dọn ngư lôi thời điểm, giá trị cương tiểu chiến sĩ cũng vừa mới tình huống cẩn thận hội báo một chút. Chính ủy, vừa rồi Khương Nghiên tẩu tử cũng đã tới, nàng giống như thực hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngư lôi, thập phần khẳng định các ngư dân lập công lớn, còn nói thứ này có điểm ý tứ. Nghe được binh lính nói, Thịnh Bình Hoa nhíu mày, trong lòng buồn bực, Khương Nghiên như thế nào sẽ nhận thức ngư lôi, chẳng lẽ là phiên dịch quá tương quan tư liệu sao? Sau đó đâu? Thịnh Bình Hoa tiếp tục hỏi, binh lính lắc lắc đầu, Khương Nghiên tẩu tử sau lại lại nhìn vài lần, tự hồ là cảm thấy không thú vị liền rời đi. Vớt đến ngư lôi là ngẫu nhiên sự kiện, Khương Nghiên không có khả năng trước tiên biết, nhưng nàng lại có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cô nương này có điểm đồ vật A. À? Nhìn ngư lôi thượng tiếng Anh tiêu chí, Thịnh Bình Hoa phân phó nói, đi đem Khương Nghiên mời đến, liền nói có tiếng Anh muốn thỉnh giáo. Đúng vậy. Kính cái lễ, tiểu chiến sĩ vội vàng hướng người nhà viện chạy tới. Chương 152 Khoa học kỹ thuật chi nhánh. Khương Nghiên tẩu tử. Khương Nghiên mới vừa đi về đến nhà thuộc viện môn khẩu, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng la, xoay người nhìn lại là vừa mới giá trị cương tiểu chiến sĩ. Có chuyện gì sao? Tiểu chiến sĩ vội vàng chạy tới, giải thích nói, chính ủy cho mời nói có tiếng anh vấn đề muốn thỉnh giáo khương nghiên sửng sốt một chút bởi vì vừa rồi ngư lôi tiểu chiến sĩ không có trả lời nhưng khương nghiên đã biết đáp án nhún vai đi theo tiểu chiến sĩ đi quân doanh xuyên qua sân huấn luyện hai người ở một gian phòng ở trước ngừng lại cửa có hai cái toàn bộ võ trang binh lính tiểu chiến sĩ xoay người nhìn về phía khương nghiên chính ủy liền ở bên trong tẩu tử ngươi trực tiếp đi vào liền hảo khương nghiên trực tiếp đẩy cửa đi vào trong phòng chỉ có thịnh bình hoa cùng vừa rồi ở cửa gặp qua ngư lôi. Tới, nhìn xem. Khương Nhiên trực tiếp đi vào, đi vào thịnh bình hoa bên người, nàng không nói gì, chờ thịnh bình hoa mở miệng. Nắm Khương Nhiên liếc mắt một cái, thịnh bình hoa nhìn ngư lôi nói, đây là toàn thế giới tiên tiến nhất ngư lôi, chúng ta quốc gia không có kỹ thuật sinh sản không được. Biết, ngươi đối ngư lôi có nghiên cứu. Thịnh bình hoa dùng khẳng định ngữ khí, hắn tưởng trá một trá Khương Nhiên, kết quả Khương nghiên làm theo cách trái ngược. Ân thấy nàng như vậy thẳng thắn thừa nhận, thịnh bình hoa cảm thấy chính mình chuẩn bị tính toán đều đánh vào bông thường. hắn không cấm tò mò, người đến tộc cùng là người nào? Một cái bình thường quân tẩu, một cái nghĩ tới bình tĩnh nhật tử, nhưng lại hy vọng quốc gia cường đại quân tẩu. Thương nghiên trực tiếp cho thấy thái độ, nàng sẽ không tàn tư, nhưng cũng không hy vọng bình tĩnh sinh hoạt bị quấy rầy. Thịnh bình hoa thở dài. Tuy rằng đã sớm biết Khương Nghiên tính cách, nhưng thật đến lúc này vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Nếu làm ngươi nghiên cứu nói, yêu cầu bao lâu thời gian? Hai ba thiên là đủ rồi, ta chỉ xem trung tâm bộ phận, mặt khác làm cho bọn họ chính mình nghiên cứu đi. Tuy rằng rất nhiều người bị hạ phóng chuồng bò cùng nông trường, nhưng quốc gia yêu cầu nói, tùy thời có thể điều động đi lên. Có sẵn đồ vật liền tại đây, ra kết quả hẳn là sẽ không quá khó. Thịnh Bình Hoa suy xét một chút, nghiên cứu cái này sẽ rất khó sao? Khương Nghiên trả lời, không khó. Y hồ lô họa gáo chuyện này, chúng ta quốc gia nhân viên nghiên cứu vẫn là rất lợi hại. Thật sự, Thịnh Bình Hoa có chút hoài nghi, nha đầu này không phải là tưởng lười biến đi. Khương Nghiên khẳng định gật đầu, thật sự, đúng rồi chính ủy, chúng ta khí mê tan máy phát điện sinh sản ra tới sao. Nhanh, bên kia hồi tin tức nói còn kém vài loại tài liệu là có thể sinh sản. Ân, nghĩ nghĩ, Thịnh Bình Hoa tiếp tục nói, công nghiệp quân sự xưởng bên kia đã tới điện thoại, bọn họ đối với người thiết kế máy phát điện tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Ác! Khương Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Thịnh Bình Hoa lắc lắc đầu, một lần nữa nói hồi chính đề, nếu ngươi nói không khó, ta liền trực tiếp hướng về phía trước hội báo, bên kia gặp được vấn đề lại phiền toái ngươi. Khương Nghiên cười gật đầu, nàng biết Thịnh Bình Hoa có băng khoăn, nàng rất nhiều biểu hiện xác thật khác hẳn với thường nhân, đối nàng có băng khoăn cùng hoài nghi đều là bình thường nhưng Thịnh Bình Hoa hôm nay kêu nàng tới, lại là tín nhiệm nàng biểu hiện. Đây là một loại thực mâu thuẫn tâm thái, đã tín nhiệm lại băng khoăn. Bất quá Khương Nghiên không để bụng, nàng lại không phải gián điệp, nếu thật bị người hãm hại, nàng cũng có biện pháp ngược gió phiên bàn. Rốt cuộc, một cái gián điệp không có khả năng trợ giúp đối địch quốc gia phát triển, hơn nữa nàng còn có hai trường học tập đồ cuốn, đến lúc đó chỉ cần dùng ra đó chính là vương tạc. Chỉ là nói vậy, về sau khẳng định liền không như vậy tự do. Tính, tùy duyên đi. Len Ken Kích phát che giấu nhiệm vụ, ký chủ hay không mở ra khoa học kỹ thuật chi nhánh. Chú, căn cứ thực tế tình huống, ký chủ nhưng thông qua học tập điểm số đổi tương ứng khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng bản vẽ, học tập điểm số nhưng thông qua học tập đạt được. Đột nhiên xuất hiện hệ thống tin tức, lệnh khương nghiên kinh ngạc không thôi, xoay người cùng thịnh bình hoa cáo từ, nhanh chóng rời đi quân doanh. Về nhà thuộc viện trên đường, khương nghiên ở trong lòng nói thầm. Khoa học kỹ thuật chi nhánh chẳng lẽ hệ thống muốn cho ta đi công nghệ đen lộ tuyến, kia phía trước vì cái gì lại muốn cho nàng làm dược sư đâu. Như vậy qua loa sao? Khương Nghiên ở trong lòng phun tào, hệ thống ít có cho nàng đáp lại. Hệ thống mục đích là phụ trợ ký chủ thông qua nỗ lực có được tốt đẹp sinh hoạt, hết thảy lấy ký chủ nhu cầu là chủ. Nhìn đến này hồi phục, Khương Nghiên bỗng nhiên có chút minh bạch, nàng yêu cầu cái gì, hệ thống liền tuyên bố tương ứng nhiệm vụ, trợ giúp nàng giải quyết trước mặt khốn cảnh. Nhưng không bạch cấp nàng cần thiết thông qua chính mình nỗ lực, đạt được tốt đẹp nhân sinh. Hằng ngày đánh dấu vật tư từ cấp số lượng tới xem chỉ có thể bảo đảm sinh tồn nhu cầu, phỏng chừng là lo lắng nàng bị đói chết đi. Tưởng thông quan kiện, Khương Nghiên ý niệm vừa động điểm đánh mở ra khoa học kỹ thuật chi nhánh. Hệ thống giao diện lại lần nữa biến hóa. Ký chủ, Khương Nghiên. Kho hàng. Kỹ năng, hiện đại khoa học cơ sở tri thức căn bản, dược sư nhập môn, trù nghệ tinh thông, sơ cấp. Hằng ngày đánh dấu, mỗi ngày không điểm tự động đánh dấu. Tự do nhiệm vụ. một Dược sư học tập. một Nhập môn nhiệm vụ, đã hoàn thành. 2. Học đồ sơ cấp nhiệm vụ, 37330. Nhị, khoa học kỹ thuật chi nhánh. một Học tập điểm số, không hai Kỹ thuật bản vẽ, tạm vô. Khương nhiên lần đầu tiên nhìn đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ hệ thống giao diện, xem ra khoa học kỹ thuật chi nhánh là rất quan trọng một cái phân đoạn. Cẩn thận nghiên cứu một chút, khương nghiên phát hiện dược sư học tập cùng khoa học kỹ thuật chi nhánh này hai nhiệm vụ kỳ thật là hỗ trợ lẫn nhau học tập điểm số thông qua học tập đạt được nàng hiện tại mỗi ngày đều phải học tập dược sư tương quan tri thức cái này hẳn là có học tập điểm cũng không biết cái này điểm số có thể hay không dùng để đổi kỹ thuật vì nghiệm chứng điểm này khương nghiên vội vàng về nhà đóng lại viện môn sau đó tiến vào học tập hình thức hai cái giờ sau khương nghiên từ học tập hình thức trung ra tới lại lần nữa xem xét hệ thống giao diện học tập điểm số từ không biến thành hai. Nói cách khác, nàng không cần trả giá thêm vào nỗ lực, chỉ cần làm từng bước hoàn thành dược sư học tập nhiệm vụ liền có thể liên tục đạt được học tập điểm số. Khi nàng phiên dịch bản thảo trong quá trình, đạt được tân tri thức có thể hay không cũng có học tập điểm số. Khương Nghiên lại lần nữa nghiệm chứng, ngoài phòng cũng hạ vũ, chờ nàng ngẩng đầu, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, âm u, nàng lại thập phần kích động. Bởi vì học tập điểm số lại lần nữa tăng trưởng 0.4, biến thành 2.4 này liền ngưu bức. Chỉ cần đạt được tân tri thức là có thể được đến học tập điểm số, nàng là có thể đổi tương ứng khoa học kỹ thuật, kỹ thuật tri thức. Lúc này, Khương Nghiên trong đầu hiện lên một cái tên F22 chiến đấu cơ, hệ thống cũng kịp thời cấp ra phản hồi. F22 chiến đấu cơ, 3V đúc điểm. Nàng phải học tập tam vạn tiếng đồng hồ mới có thể tích cốc đủ học tập điểm số, chờ nàng trở thành dược sư liền có thể đổi. Khương Nghiên lại suy nghĩ một cái nàng gặp qua đồ vật, 212 xe jeep 212 díp, 50 điểm. Này chênh lệch cũng quá lớn, một cái tam vạn điểm, một cái 50 điểm. Tuy rằng không hiểu hệ thống định giá, nhưng Khương Nghiên đã biết sử dụng phương pháp. Chương 153 ái đại bất đâu. Vài ngày sau, Lục Vân Thăng đã trở lại, hắn sờ soạn tiếng vào nhà ở, nằm lên giường đem người tiểu tâm kéo vào trong lòng ngực. Trời còn chưa sáng, ngoài phòng chim tức liền bắt đầu ríu rít giao lưu lên, Khương Nghiên chậm rãi tỉnh lại vừa định động nhất động liền phát hiện ôm vào trên eo bàn tay to tức khắc sắc mặt vui vẻ, vội vàng lật người lại, liền nhìn đến Lục Vân Thăng kia trương soái khí kiên nghị mặt. Lục Vân Thăng Khương Nghiên duỗi tay ôm lấy hắn, Lục Vân Thăng cánh tay dài buộc chặt, cúi đầu ở Khương Nghiên phát đỉnh hôn hôn, bồi ta ngủ một lát, trạng sáng mới trở về. Khương Nghiên gật gật đầu, ngươi ngủ đi, ta bồi ngươi. An tâm mà ôm Khương Nghiên, Lục Vân Thăng thực mau liền ngủ rồi, Khương Nghiên cũng ngủ nướng. Chờ nàng tỉnh lại, trời đã sáng choang, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lục Vân Thăng thâm thúy đôi mắt chính nhìn nàng. Bóng ma rơi xuống, Lục Vân Thăng cúi đầu hôn ở trong ngực non mềm cánh môi thượng, cường thế mở ra quan ải, công thành chiếm đất, thế công chi cường rõ ràng chủ mưu đã lâu. Khương Nghiên ngốc ngốc, nhưng vẫn là bản năng đáp lại Lục Vân Thăng. Mặt trời lên cao. Khương Nghiên cả người vô lực, đỡ eo từ trên giường lên, sinh khí mà đá đỡ nàng Lục Vân Thăng một chân. Lục Vân Thăng ngươi là gia súc A, đêm nay phân giường ngủ. Khi không được. Lục Vân Thăng quyết đoán cự tuyệt, nhưng Khương Nghiên chỉ là nói khí lời nói, duỗi tay ôm cổ hắn, Lục Vân Thăng ăn ý đem người chặn ngang bế lên hướng phòng khách đi. Ngồi ở phòng khách trên sofa, Khương Nghiên nhàn nhã ăn tiểu điểm tâm, xem Lục Vân Thăng một người bận trước bận sau. Lục Vân Thăng, ngươi hôm nay nghỉ phép, kia cuối tuần còn hưu sao? Hưu, hôm nay tính điều hưu, cuối tuần bình thường nghỉ phép. Nói chuyện công phu, ngoài phòng lại bắt đầu trời mưa, tích tắc, Khương Nghiên nhìn ngoài phòng màn mưa lẩm bẩm nói, này vũ mỗi năm đều như vậy hả sao? Lục Vân Thăng cũng nhìn qua đi, không sai biệt lắm đều như vậy. 7 tháng sơ Liên miên gần một tháng mưa to rốt cuộc kết thúc, u ám tan đi, không trung một lần nữa trong suốt lên. Khương Nghiên đứng ở trong viện, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, ẩm ướt tháp tháp cảm giác rốt cuộc thối lui, cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Thoải mái duỗi người. Khương Nghiên về phòng đem triều một tháng quần áo chăn lấy ra tới phơi nắng, có không gian dược liệu cũng lấy ra tới lượng. Sau đó mở ra viện môn, rốt cuộc có thể bình thường sinh sống, các gia tẩu tử cùng bọn nhỏ cũng từ trong viện ra tới. Emma, vũ rốt cuộc ngừng, này một tháng cũng thật ngao người. Viên tố phượng liên thanh cảm khái, nàng phơi đồ vật tương đối nhiều, trực tiếp đem cây gậy trúc dọn đến trên đất trống phơi nắng quần áo. Phùng ánh xuân ngồi ở trên đất trống phơi nắng, nghe được viên tố phượng nói méo miệng, cũng không biết gì thời điểm có thể lại triệu hồi phương Bắc, phương Nam gì gì đều hảo, chính là quá ẩm ướt ta cảm giác ta đều mau mốc meo từ đi xa nghiêm túc gật đầu đúng vậy nhiều phơi phơi đều xuống nhìn bên người ngốc nhi tử phùng ánh xuân cho rằng hắn nói chính mình xuống rất tưởng cho hắn một cái đại bức đâu nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ thân sinh trước mắt liền này một cái nhìn xuống nhìn xuống từ đi xa không biết chính mình đang ở quỷ môn quan đi bộ cúi đầu nghe nghe quần áo của mình ghét bỏ không được nương hảo xuống a ta có thể hay không nhịn không được. Từ đi xa lời nói còn chưa nói xong, phùng ánh xuân ở hắn đỉnh đầu gõ một chút, chân thật đáng tinh thanh âm vang lên. Không thể. Từ đi xa ôm đầu, vĩ khuất đến không được, biết mẹ nó cho hắn giặt quần áo tẩy thật sự bực bội, chỉ phải lẩm bẩm nói, không thể liền không thể sao? Hừ. Hắn dọn tiểu băng ghế trốn đến viên tố phượng gia nguyệt nguyệt bên người, cùng Ngũ Thu Nguyệt nhỏ giọng tố khổ, nguyệt nguyệt, nương lại đánh ta, đau quá a. À. Ngũ Thu Nguyệt nhìn hắn một cái, manh man thanh âm bình tĩnh nói, xứng đáng. Từ đi xa càng ủy khuất, thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, một bộ ta bị toàn thế giới vứt bỏ bộ dáng. Tuổi đại điểm thịnh an ninh sờ sờ hắn đầu, cho hắn hô hô. Tiểu hàng không khóc, đau đau bay đi. Từ đi xa cảm động không thôi, đáng thương vô cùng mà nói, cảm ơn nhị nha tỷ tỷ, nhị nha tỷ tỷ tốt nhất. Nhìn tỷ tỷ cấp từ đi xa hô hô, thịnh an quân lôi kéo tỷ tỷ tay đặt ở đầu bình thường, đáng yêu nói, tỷ, ta cũng muốn sờ sờ. Thịnh An Ninh bất đắc dĩ, cũng duỗi tay sờ sờ đệ đệ đầu, bên cạnh ngũ thu nguyệt ghét bỏ mà nhìn hai tiểu ngốc tử. Nhìn bọn nhỏ thiên chân bộ dáng, Hà Hồng Tú cười chen vào nói, có tốt có xấu đi, phương Bắc mùa đông cũng ngao người, hàng năm đều có người bị đông chết. Kẻo kẹt. Khương Nghiên gia viện môn mở ra, mọi người đều nhìn lại đây. Khương Nghiên thẩm thẩm. Từ đi xa lập tức liền vứt bỏ đáng yêu lại ấm lòng nhị nha tỷ tỷ, triều Khương Nghiên chạy qua đi vừa thấy từ đi xa như vậy thịnh an quân cũng chạy tới hai người một người một bên ôm khương nghiên đùi từ đi xa ngẩng đầu nhìn khương nghiên đáng thương vô cùng mà nói khương nghiên thẩm thẩm ta nương lại đánh ta ta hảo đáng thương a à. thịnh an quân cũng mở miệng thẩm thẩm ta rất nhớ ngươi a à. nhìn hai tiểu khả ái khương nghiên cười xoa xoa bọn họ đầu nhỏ một người uy một viên trái cây đường ngọc sao hai cái tiểu bằng hữu liên tục gật đầu từ đi xa một chút liền không vĩ khuất Khương Nghiên nắm hai người đi tới, lại cấp hai cái tiểu cô nương một người một viên đường, lại một viên bỏ vào nhị nha túi áo, cấp đi đi học thịnh an cùng tiểu ca ca lưu một viên. Khương Nghiên hướng vài vị tẩu tử đi tới, cười nói, hôm nay thời tiết thật tốt, về sau còn sẽ trời mưa sao. Hẳn là sẽ không, bất quá về sau thời tiết liền nhiệt. Hà Hồng Tú cầm lấy một cây ghế đưa cho Khương Nghiên, mùa hè mấy ngày này cũng không hảo quá. Mọi người đều ở đâu? Lúc này Trang Thúy Châu cũng mở cửa ra tới, trịnh bội dung đi theo nàng phía sau cùng mọi người đơn giản chào hỏi hai người liền rời đi người nhà viện nhìn hai người rời đi bóng dáng viên tố phượng tò mò vội vội vàng vàng đây là muốn làm gì đi phùng ánh xuân nhỏ giọng nói ngươi không biết a à, tương thân đâu tương ai a à, chúng ta đoàn quan quân sao nghe vậy khương nghiên cũng thấu lại đây nàng liền thích nghe loại này bác quái bất quá không nghe lục vân thăng đề qua hẳn là không phải một doanh quan quân phùng ánh xuân lắc lắc đầu này ta cũng không biết, dù sao không phải tam doanh quan quân. Viên Tố Phượng nói tiếp, cũng không phải nhị doanh quan quân. Ba người đồng thời nhìn về phía Hà Hồng Tú, Hà Hồng Tú vẫy vẫy tay, ta cũng là hiện tại mới biết được. Ta biết, các ngươi hỏi ta. Diệp Phượng Kiều Thanh âm vang lên, nàng dịch bước chân chậm rãi đi tới, cách gần nhất Phùng Ánh Xuân đứng dậy đỡ nàng một phen. Chờ Diệp Phượng Kiều ngồi xuống, viên tố Phượng vội vàng hỏi, nói nhanh lên tương ai, chúng ta nhận thức sao? Ngồi xong sau, Diệp Phượng Kiều nói, không phải chúng ta nhị đoàn, là mặt khác quân đoàn quan quân, ngày đó ta xem Hiểu Lâm Tẩu Tử cùng nàng hai cùng nhau. Mặt khác đoàn. Hiểu Lâm Tẩu Tử còn nhận thức mặt khác đoàn quan quân nha. Diệp Phượng Kiều nói làm Khương Nghiên cùng Phùng Ánh Xuân kinh ngạc không thôi, bất quá Ngô Hiểu Lâm là đoàn trưởng tức phụ, nhận thức mặt khác đoàn quan quân đảo cũng hợp tình lý. Chương 154 Tiền tài thế công Diệp Phượng Kiều biết đến không nhiều lắm, nàng cũng là ngẫu nhiên nghe được trang thúy châu cùng trịnh bội dung hai người nói chuyện thế mới biết ngô hiểu lâm cấp trịnh bội dung làm mai sự nghe nói mấy ngày hôm trước còn dầm mưa đi ra ngoài tương nhìn vài lần nhưng trịnh bội dung không hài lòng không phải ngại nhân gia diện mạo chính là ngại nhân gia chức vị không cao dù sao chính là các loại chọn lý do phùng ánh xuân sách thanh nói như vậy cao ánh mắt không hảo tìm đã muốn diện mạo lại chức vị quan trọng vị ta đoàn cũng chỉ có một doanh phó doanh trưởng hoặc là cũng chỉ có thể hướng quân khu thượng tìm. Viên tố phượng đối việc này không ôm hy vọng, cô nương này quá khó hầu hạ, may mà lúc trước không ôm hạ chuyện này. Thật rõ ràng, đại gia đối trịnh bội dung tương thân việc này không ôm hy vọng. Tẩu tử nhóm tụ ở bên nhau, tự nhiên là lưu các loại bát quái cùng hàng ngày, nói nói liền cho tới trại nuôi heo. Hà Hồng Tú cười nói, nghe nói heo tràng heo có 100 tới cân, trong đoàn chuẩn bị trước tể thượng mấy đầu chúc mừng một chút, còn sẽ mời chúng ta gia đình quân nhân vừa nghe có thịt heo ăn mọi người đều rất cao hứng đặc biệt là diệp phượng kiều thanh âm đều cao mấy cái độ thật sự nha tổ tử chính ủy có hay không nói đến cùng là khi nào nha hà hồng tú cười nói cụ thể thời gian còn không có định đánh giá quá hai ngày liền có tin tức trong đoàn thỉnh gia đình quân nhân ăn cơm là tưởng cảm tạ khương nghiên muội tử chúng ta là dính muội tử quan nghe vậy viên tố phượng cùng phùng ánh xuân nhìn khương nghiên cười cười diệp phượng kiều có chút không phục nhưng nghĩ đến cách đi tới cùng nàng nói heo tràn cùng nhà máy thức ăn gia súc tình huống, trong lòng đối Khương Nghiên cũng có như vậy một tia hảo cảm. Khương Nghiên trước sau như một kim tốn, bất động thanh sắc tách ra đề tài. Buổi tối, Lục Vân thăng tan tầm về nhà, mang theo chuẩn xác tin tức trở về. Tức Phụ Nhi Hậu thiên đoàn văn công an ủi biểu diễn, trong đoàn chuẩn bị giết heo, mời chúng ta đoàn sở hữu gia đình quân nhân ăn cơm, vừa lúc cùng nhau nhạc A một chút. Đình viện, lục vân thăng một bên rửa tay một bên cùng khương nghiên nói chuyện khương nghiên từ phòng khách nhô đầu ra nhìn về phía lục vân thăng tò mò hỏi đoàn văn công biểu diễn đẹp sao nàng kiếp trước liền nghe qua bộ đội đoàn văn công đại danh nhưng chưa từng có hiện trường xem qua đoàn văn công biểu diễn đời sau rất nhiều ca sĩ giống như đều là bộ đội đoàn văn công bộ đội đoàn văn công thực lực chính là chuẩn cmr còn hành đi thấy khương nghiên cảm thấy hứng thú bộ dáng Lục Vân Thăng bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng chính ủy đề kiến nghị thật không sai. Nhà máy thức ăn gia súc tránh như vậy nhiều tiền, heo tràn lại có mấy trăm đầu heo, nhẹ có 8 chín 10 cân, trọng cũng có thượng trăm cân. Hơn nửa tân một đám heo con cũng mau vận tới, trong đoàn chuẩn bị giết heo, về sau mỗi ngày tể thượng mấy đầu cấp các chiến sĩ bổ sung dinh dưỡng. Đoàn lãnh đạo một thương lượng, chuẩn bị lần đầu giết heo chúc mừng một chút. Nghe Thịnh Bình Hoa nói lên việc này, Lục Vân Thăng đề nghị, nếu muốn khoảnh khắc sao nhiều heo, dứt khoát làm cái đại, trong đoàn chính mình tiêu tiền thỉnh bộ đội đoàn văn công tới biểu diễn. Một là đề chấn sĩ khí, tăng lên nhị đoàn quân tâm cùng lực ngưng tụ, nhị là làm quân khu nhìn xem nhị đoàn năm nay thành tích, tam tự nhiên chính là khoe ra, làm mặt khắc huynh để đoàn nhóm nhìn xem, nhị đoàn tiền đồ. Kiến nghị vừa ra, lập tức được đến Lưu Thọ Hải cùng Thịnh Bình Hoa duy trì. Nếu muốn làm liền làm cái đại, ở toàn quân khu trước mặt lộ cái mặt, này nhưng đều là bọn họ này đó đoàn lãnh đạo công tích nha lấy thịnh bình hoa công tác hiệu suất lập tức liền cấp quân khu gọi điện thoại đưa ra bọn họ yêu cầu đối diện vẻ mặt mộng bức các ngươi muốn thỉnh đoàn văn công đoàn văn công là các ngươi tưởng thỉnh là có thể thỉnh sao ngươi biết có bao nhiêu bộ đội xếp hàng chờ đoàn văn công biểu diễn sao cái gì tiêu tiền thỉnh đoàn văn công đoàn văn công là nghệ thuật nghệ thuật có thể sử dụng tiền tới cân nhắc sao nhiều ít năm nghìn khối tốt không thành vấn đề chúng ta hậu thiên liền đến bảo đảm là ta đoàn nhảy tốt nhất, sướng nhất bổng nhị đoàn là quân khu mẫu mực đoàn lý nên được đến đoàn văn công an ủi ở tiền tài thế công hạ nhẹ nhàng bắt lấy cao ngạo bộ đội đoàn văn công cắt đứt điện thoại thịnh bình hoa không khỏi cảm khái có tiền thật tốt nguyên lai like đây là tiêu tiền diệu dụng quả nhiên a à. có tiền chính là đại gia liền bộ đội đoàn văn công đều có thể sai sử có thể nói như vậy ở thời đại này cả nước không có cái nào bộ môn cùng đơn vị là không thiếu tiền. Biểu diễn một ngày là có thể vì đơn vị mang đến 5.000 khối tiền lời, đoàn văn công cầu mà không được, hận không thể nhị đoàn mỗi tháng đều thỉnh bọn họ biểu diễn. Nhị đoàn tiêu tiền thỉnh đoàn văn công biểu diễn sự tình cũng nhanh chóng ở quân khu cùng các đoàn chi gian nhanh chóng truyền bá. Toàn bộ Đông Nam quân khu đều anh động, mọi người hâm mộ không thôi. Tiêu tiền thỉnh đoàn văn công, nhị đoàn như vậy có tiền. Chật chật chật, thật phú A. À. Xa xỉ. Nhị đoàn. Ngươi xác định là nhị đoàn, khi không phải chúng ta quân khu kinh tế đến ngược mấy cái đoàn chi nhất sao? Tin tức lạc hậu đi, nghe nói nhị đoàn làm cái nhà máy thức ăn gia súc, cùng xưởng chế biến thịt hợp tác kiếm lời không ít tiền, nhân gia hiện tại chính là phát đạt. Nhị đoàn hung hăng nổi danh. Cùng lúc đó, thịnh bình hoa văn phòng điện thoại cũng bị đánh bạo. Từng cái ngày thường kiên cường vô cùng đoàn lãnh đạo nhóm ở trong điện thoại cùng thịnh bình hoa khóc than, bán thảm, Thịnh Bình Hoa sao có thể không biết bọn họ mục đích. Các đoàn tình huống hắn cũng rõ ràng, mỗi lần quân khu mở họp, đoàn lãnh đạo tất bán thảm, mọi người đều muốn vì trong đoàn các chiến sĩ nhiều làm điểm vật tư. Vì thế Thịnh Bình Hoa đáp ứng rồi mặt khác đoàn tham quan thỉnh cầu, thừa dịp lúc này đây chúc mừng cùng nhau tiếp đãi. Ai ngờ này khẩu tử một khai, liền quân khu lãnh đạo cũng muốn tới thị sát. Không biết là thật tới thị sát vẫn là nhân cơ hội này tống tiền. Hôm nay buổi sáng, Khương Nghiên sớm bị Lục Vân Thăng từ trên giường kéo tới, Lục Vân Thăng ôm nàng hôn hôn thấp giọng dặn dò. "Tức phụ nhi, hôm nay có quân khu lãnh đạo thị sát, ta phải trước tiên đi chuẩn bị, ngươi chờ lát nữa cùng tẩu tử nhóm cùng nhau tới. Ngươi đi đi." Khương Nghiên gật gật đầu, Lục Vân Thăng liền xoay người rời đi. Ở trên giường ngồi trong chốc lát, Khương Nghiên rời giường ăn cơm rửa mặt, sau đó đi vào người nhà viện đất trống, cùng tẩu tử nhóm tập hợp toàn bộ người nhà viện gia đình quân nhân nhóm từ đại nhân đến hài tử đều đến đông đủ. Vốn tưởng rằng chỉ là ăn một đống thịt, ai ngờ thế nhưng còn có đoàn văn công biểu diễn, mọi người đều thực kích động. Thấy Khương Nghiên tới, Diệp Phượng Kiều nhìn về phía Hà Hồng Tú thúc giục nói, tẩu tử, người đến đông đủ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ở ăn chuyện này thường, Diệp Phượng Kiều tính tích cực vĩnh viễn là tối cao, nàng cũng là hôm nay sớm nhất lại đây tập hợp người. Hà Hồng Tú quét mắt mọi người, ngươi đừng vội, Thúy Châu tẩu tử cùng bội dung muội tử còn chưa tới chờ một chút. Nghe vậy, Diệp Phượng Kiều bẹp bẹp miệng, quét mắt mọi người, thật đúng là không thấy được trang Thúy Châu cùng trịnh bội dung. Như thế nào như vậy chậm nha. Vì có thể ăn nhiều một ngụm thịt, nàng buổi sáng cũng chưa ăn no, lúc này bụng đều thầm thì kêu. Diệp Phượng Kiều lòng tràn đầy không vui, nhưng hôm nay là tập thể hành động, nàng không thể chính mình một người trước tiên đến trong đoàn đi. Cũng may không chờ khi nào, Trang Thúy Châu hai người liền vội vàng đi ra ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu, chúng ta đi thôi. Xác định mọi người đến đông đủ, một chúng quân tẩu mang theo bọn nhỏ, nói nói cười cười hướng nhị đoàn quân doanh đi đến. Chương 155 khiếp sợ một chúng thủ trưởng. Từng chiếc quân xe tiểu díp ngừng ở nhị đoàn quân doanh cửa, từng cái người mặc chính trang quan quân từ trên xe xuống dưới. Lư Thọ Hải, Thịnh Bình Hoa cùng tham mưu trưởng Cao Thuật Lâm ba người mang theo mấy cái doanh trưởng ở cửa tiếp đãi. Hoan nghênh hoan nghênh. Chúc mừng chúc mừng khách sáo một phen lúc sau thấy lư thọ hải mấy người ở cửa không nhúc nhích tự hồ còn đang đợi người nào quét mắt ở đây mọi người một cái mặt khác đoàn lãnh đạo thấp giọng hỏi nói lão lư quân khu lãnh đạo cũng tới lư thọ hải gật gật đầu hỏi chuyện lãnh đạo sách thanh nói các ngươi nhị đoàn thật là phát đạt lão lư hai ta này quan hệ ngươi cùng ta giao cái đế các ngươi nhị đoàn kia nhà máy thức ăn gia súc rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền nghe vậy một cái khác đoàn lãnh đạo cũng chen vào nói tiếng vào lão lư, các ngươi kia heo tràng có bao nhiêu đầu heo? Hai người lời nói vừa ra, ở đây đoàn lãnh đạo nhóm đều an tĩnh lại, hơi hơi nghiêng người, chi lỗ tai nghe tin tức. Tích tích tích. Còi hơi thanh từ nơi xa truyền đến, mọi người vội vàng nhìn qua đi. Xe nhanh chóng xử tới, vững vàng ngừng ở quân doanh cửa. Một cái năm, 60 tuổi trung niên nhân từ trên xe xuống dưới, phía sau còn đi theo hai cái bốn năm chục tuổi quan quân, lưu thọ hải mấy người vội vàng tiến lên nên đón, một chúng đoàn lãnh đạo cũng theo đi lên thủ trưởng mọi người đồng thời cúi chào quân khu thủ trưởng gật gật đầu quét mắt mọi người cười nói hôm nay người không ít nha hôm nay tới đều là các đoàn đoàn cấp lãnh đạo quân khu thủ trưởng tự nhiên đều nhận thức hắn lời này ý tứ chính là làm lưu thọ hải giới thiệu một chút ở đây hắn không quen biết mấy cái doanh cấp quan quân lưu thọ hải ngầm hiểu vội vàng giới thiệu mấy cái doanh cấp quan quân thủ trưởng Vị này chính là chúng ta một doanh doanh trưởng Lục Vân Thăng, lên men kỹ thuật phát minh người cùng với nhà xưởng thiết kế bản vẽ chính là hắn ái nhân Khương Nghiên. Thủ trưởng hảo. Lục Vân Thăng kính cái tiêu chuẩn quân lễ, quân khu thủ trưởng cười gật đầu, không tồi, các ngươi đều là làm tốt lắm. Quân khu thủ trưởng tới nhị đoàn, tự nhiên trước tiên hiểu biết quá tình huống, biết Khương Nghiên là lên men kỹ thuật phát minh người, cũng biết nàng là Lục Vân Thăng ái nhân. Làm Lục Thọ Hải giới thiệu, thuần túy chính là bán Lục Vân Thăng một cái mặt mũi. Lục Vân Thăng gia thế không kém, lại như vậy tuổi trẻ, tự thân có thực lực, còn có một cái thực lực đồng dạng cường hãn ái nhân, ngày sau phát triển sẽ không so với hắn kém, trước tiên đầu tư sao lại không làm. Quân khu thủ trưởng phản ứng cũng làm ở đây đoàn lãnh đạo nhóm coi trọng vài phần. Lưu Thọ Hải lại giới thiệu một chút mặt khác vài vị doanh trưởng, nhưng quân khu thủ trưởng đều là cười gật đầu, không nói nữa. Giới thiệu xong, thấy thủ trưởng không lời muốn nói Lưu Thọ Hải biên mời mọi người tiến vào quân doanh, đoàn văn công đã ở chuẩn bị nhưng quân khu thủ trưởng vẫy vẫy tay ấm áp mà cười nói quân doanh trước không đi ta tưởng đại gia đối với các ngươi nhà máy thức ăn gia súc cùng heo xưởng đều rất tò mò nhị đoàn trưởng mang chúng ta nhìn một cái thuận tiện giới thiệu một chút tình huống làm đại gia cũng học tập học tập không thành vấn đề thủ trưởng ngài bên này thỉnh một chúng đoàn lãnh đạo vây quanh quân khu thủ trưởng hướng bờ sông nhà xưởng đi đến lục vân thăng mấy cái doanh trưởng theo ở phía sau xem xét trước mắt mặt thủ trưởng nhóm Vũ Kim Triều nhỏ giọng nói, lần này chúng ta đoàn thật là mặt dài, thế nhưng liền quân khu chính ủy đều kinh động, ta còn ở thủ trưởng trước mặt lăn lộn cái quen mắt. Lão lục, thác ngươi tức phụ nhi phúc, cảm tạ A. À. Ở đây đều không có ngu ngốc, biết là lấy khương nghiên phúc, bằng không nhân gia thủ trưởng nhàn đến hoảng muốn nhận thức bọn họ. Bên cạnh từ lỗi chen vào nói, các ngươi nói qua năm chúng ta đoàn có thể hay không bình một cái ưu tú tiên tiến thưởng. Nói không chừng đâu. Các đi tới cũng có chút chờ mong đoàn cấp vinh dự thuộc về mỗi một cái chiến sĩ cùng cán bộ, muốn thật có thể đến một cái, quang vinh một chỉnh năm. Lưu Thọ Hải cùng Thịnh Bình Hoa một tả một hữu đi theo quân khu thủ trưởng bên người, Thịnh Bình Hoa nhỏ giọng giới thiệu tình huống. Chúng ta nhà máy thức ăn gia súc là tháng tư phân tu sữa. Trước mắt mới thôi, bao gồm đang ở lên men thức ăn chăn nuôi, nhà xưởng tổng cộng sinh sản gần 5.000 tấn lên men thức ăn chăn nuôi, chúng ta bán cho xưởng chế biến thịt giá cả là mỗi tấn 100 khối. Lời này vừa ra, mọi người lập tức ở trong lòng tính toán. Mỗi tấn thức ăn chăn nuôi 100 khối, 5.000 tấn chính là 50 vạn đồng tiền, một cân hạt kê 9 phần tiền, 50 vạn đồng tiền tương đương với 556 vạn cân lương thực. Ta tích má ơi! Quân khu thủ trưởng bao gồm mặt khác đoàn lãnh đạo tức khắc hít hà một hơi. Phải biết rằng một cái thôn mỗi năm lương thực tổng sản lượng cũng liền mấy chục vạn cân, thượng trăm vạn cân đều rất ít. Này vẫn là một năm tổng thu hoạch. Mà nhị đoàn một cái nhà máy thức ăn gia súc, gần 3 tháng liền sinh ra mười mấy thôn một năm giá trị tổng sản lượng. Quá khoa trương. Một cái nhà xưởng năm giá trị sản lượng tương đương với mấy chục cái thôn. Thiên nộp. Một cái nhà máy thức ăn gia súc lại là như vậy kiếm tiền. Lão Thịnh, ngươi không tính sai đi. Không phải đại gia không tin, thật sự là cái này con số quá khoa trương, khoa trương đến giống như là thiên phương dạ đàm. Chính là kế hoạch đại nhảy vọt thời điểm, cũng không dám như vậy điểm số a quân khu thủ trưởng đồng dạng kinh ngạc vạn phần, nhịn không được ra tiếng nói, các ngươi thức ăn chăn nuôi muốn hao phí nhiều ít lương thực. Lưu thọ hải tự hào không thôi. Thủ trưởng, chúng ta thức ăn chăn nuôi không hao phí một chút lương thực, nguyên liệu đều là nông thôn không cần cộng rơm, tỉ như rơm rạ, tiểu mạch cộng rơm, bắp cộng rơm linh tinh. Này đó trước kia đều trực tiếp trên mặt đất đốt cháy hoặc kéo về gia sản củi lửa, chỉ có thiếu bộ phận đốt cho trong thôn súc vật, hiện tại đều bị chúng ta lợi dụng đi lên. Thịnh Bình Hoa bổ sung một câu, hơn nữa chúng ta thức ăn chăn nuôi trải qua lên men về sau, dinh dưỡng giá trị phi thường cao, trên cơ bản 3-4 cân thức ăn chăn nuôi là có thể trường một cân thịt. Cao Thuật Lâm cũng cười nói, đây cũng là xưởng chế biến thịt cùng chúng ta hợp tác nguyên nhân, so với bi lương thực, vẫn là chúng ta thức ăn chăn nuôi càng có lời. Nghe được Lưu Thọ Hải ba người giới thiệu, quân khu thủ trưởng Liên Thanh khen ngợi. Nhị đoàn mang theo cái hảo đầu, chúng ta bộ đội cũng có thể tự cấp tự túc, có thể vì quốc gia giảm bớt gánh nặng quốc gia tình huống gian nan chúng ta đã muốn tiết lưu nhưng càng muốn khai nguyên mọi người nhanh chóng hướng nhà máy thức ăn gia súc tới gần gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút năm giá trị sản lượng như vậy cao nhà xưởng rốt cuộc là cái dạng gì còn chưa đi tới cửa từng cái thôn dân đẩy xe khiên đòn gánh kết bè kết đội ở cửa bài khởi trường long bọn họ trên mặt đều mang theo tươi cười lẫn nhau gian cười nói thịnh bình hoa tưởng giới thiệu một chút nhưng thủ trưởng giơ tay ngăn lại, trực tiếp cất bước đi qua, "Đồng Hương, các ngươi tại đây xếp hàng làm gì nha?" Thấy một đám ăn mặc quân trang người, Đồng Hương có chút khiếp đảm, nhưng thấy hỏi chuyện người thái độ thực hòa khí, vì thế trả lời, "Chúng ta là tới bán cộng rơm, nghe nói tại đây gia nhà máy thức ăn gia súc có thể dùng cộng rơm đổi tiền, chúng ta liền thu thập trong nhà cộng rơm tới bán." Bên cạnh thôn dân nói, "Một phân tiền một cân đâu, chúng ta thôn đều lấy lòng mấy ngàn đồng tiền." Bộ đội thật tốt đây là cấp chúng ta dân chúng mua phúc lợi. Đúng vậy, về sau trong thôn cộng rơm đều bán cho nhà máy thức ăn gia súc, ta cũng có thể nhiều tích góp chút tiền, quá ngày lành. Tuy rằng biết là khen tặng nói, nhưng quân khu thủ trưởng thực vui vẻ, không sao cả khen tặng vô lễ duy, chỉ cần có thể làm dân chúng được đến chỗ tốt, đó chính là chuyện tốt. Chương 156 các ngươi nhị đoàn muốn nghịch thiên a. Thủ trưởng vừa lòng đến không được, không biết đệ bao nhiêu lần khen. Nhị đoàn hảo tấm gương không chỉ có chính mình làm giàu, còn kéo chung quanh thôn trang cùng bá tánh, chúng ta xã hội chủ nghĩa liền phải như vậy, làm giàu chính là vì làm mọi người đều phú lên. Hảo hảo làm, cuối năm quân khu cho các ngươi trao giải. Tạ thủ trưởng, lưu thọ hải mấy người cao hứng không thôi, mặt khác đoàn lãnh đạo hâm mộ cực kỳ. Đoàn người đi vào nhà máy thức ăn gia súc, mọi người ở nhà xưởng các nơi xoay chuyển, lưu thọ hải cùng thịnh bình hoa vừa đi vừa giới thiệu tình huống nhà máy thức ăn gia súc hoàn thiện thiết kế là một chúng lãnh đạo kinh ngạc không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng nhị đoàn nhà máy thức ăn gia súc hẳn là thực đơn sơ, thậm chí khả năng phi thường hỗn độn, dù sao cũng là phá lệ đầu một hồi, nhưng không nghĩ tới hết thảy gọn gàng ngăn nắp, các nơi thiết kế đều quá chu đáo. Đây là nguyên bộ hoàn chỉnh hoàn thiện thả thành thuộc tân kỹ thuật. Quân khu thủ trưởng hỏi, kỹ thuật này cùng nhà xưởng có thể phục chế sao? Lời nói vừa ra, mọi người đồng thời nhìn về phía lưu thọ hải mấy người. Lưu Thọ Hải gật gật đầu. Tự nhiên là có thể. Thủ trưởng ngài hẳn là đã biết, lên men kỹ thuật cùng nhà xưởng thiết kế bản vẽ đều đến từ chúng ta đoàn quân. Tẩu. Bởi vì nàng vô tư phụng hiến, chúng ta nhị đoàn có được nguyên bộ kỹ thuật, lại trải qua mấy tháng thực tiễn, hoàn toàn có thể đại quy mô phục chế. Quân khu thủ trưởng chính là nhân tinh, biết Lưu Thọ Hải đây là ở nhắc nhở hắn chớ quên chân chính công thần. Thủ trưởng gật gật đầu, khi ta cần phải trông thấy, giáp mặt cảm tạ. Nói, hắn lại nhìn về phía bên cạnh trại nuôi heo, bên kia chính là trại nuôi heo đi tình huống thế nào. Lưu Thọ Hải chủ quản quân sự, hợp xưởng cùng hậu cần vẫn là Thịnh Bình Hoa càng hiểu biết, vì thế Thịnh Bình Hoa tiếp theo giới thiệu. Heo tràng cùng nhà máy thức ăn gia súc là cùng lúc tu sửa, hiện có heo 973 đầu, uy cũng là nhà máy thức ăn gia súc thức ăn chăn nuôi. Bất quá chúng ta uy không phải hắc heo, mà là nông khoa viện đào tạo tân chủng loại, kêu trường bạch heo. Loại này heo không chỉ có sinh trưởng mau, thể trọng cũng là hắc heo 2 đến gấp 3, thành niên heo dự tính có thể có 3-400 cân trọng. Gần 3 tháng nuôi nấng, heo tràng nhóm đầu tiên tiểu trư thể trọng cơ bản đều ở trăm cân tả hữu, cái đầu đại điểm nhi có hoàn toàn 20 cân. Tuy rằng vẫn là choi choi heo, nhưng thể trọng cùng bình thường hắc heo kém không lớn, có thể giết. Thủ trưởng ở trong lòng một tính toán, không khỏi kinh ngạc nói, này heo tràng năm giá trị sản lượng cũng có 10, 20 vạn nha. Thịnh Bình Hoa kiêu ngạo mà lắc lắc đầu, giải thích nói, heo tràng không tính giá trị sản lượng, bởi vì heo tràng heo không bán, chỉ cung nhị đoàn chính mình ăn. Hiện giai đoạn mục tiêu là làm các chiến sĩ mỗi ngày có thể ăn thượng thịt, chờ về sau quy mô lên, đến bảo đảm mỗi người mỗi ngày nửa cân đến một cân thịt. Thủ trưởng cùng ở đây mặt khác đoàn lãnh đạo nhóm lại một lần bị chấn kinh rồi. Mỗi ngày ăn thịt, còn ít nhất nửa cân. Không phải, ngươi nếu không nhìn xem ngươi đang nói cái gì. Các ngươi nhị đoàn muốn nghịch thiên A. Ở đây đoàn lãnh đạo nhóm toan, ngay cả quân khu thủ trưởng đều có chút hâm mộ hắn đều làm được quân khu thủ trưởng cũng không thể mỗi ngày đều ăn thịt a à. nhìn hiện trường các vị đồng liêu kia hâm mộ ghen ghét ánh mắt thịnh bình hoa ba người trong lòng ám sản không thôi đi đi xem heo tràng thủ trưởng ở trong lòng hạ quyết định nhất định phải phát triển mạnh nhà máy thức ăn gia súc cùng trại nuôi heo không nói mỗi ngày ăn thịt làm các chiến sĩ ba bốn thiên ăn một hồi cũng là tốt nha một tháng ăn hai ba hồi thịt ở cả nước là phổ biến tình huống này vẫn là bộ đội. Quảng đại nông thôn dân chúng, quanh năm suốt tháng mới có thể ăn một hồi thịt A. À. Theo sau, Thịnh Bình Hoa mấy người mang theo đoàn lãnh đạo nhóm đi bên cạnh trại nuôi heo. Heo tràn cùng nhà máy thức ăn gia súc giống nhau, hết thảy ngay ngắn trật tự. Đi vào nuôi dưỡng khu vực, một cổ heo phân vị truyền đến, tuy rằng có chút xú, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy xú. Chuồng heo còn tính sạch sẽ. Nhìn trong giới kia từng cái lại bạch lại béo đại phì heo, mọi người tâm tình cũng cao hứng lên. Quân khu thủ trưởng chủ động đi vào heo lều, mặt khác đoàn lãnh đạo theo sát sau đó. Bọn họ phần lớn nông dân xuất thân, tuổi trẻ khi cũng là uy quá heo, cũng không có làm ra vẻ ghét bỏ heo xú, như vậy mở vì thể tráng heo bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một cái đoàn trưởng lôi kéo lư thọ hải nhỏ giọng nói, lão lư, về sau ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố chiếu cố chúng ta tám đoàn, lúc trước các ngươi muốn cộng rơm thời điểm, chúng ta đoàn chính là nửa mua nửa đưa một cái khác đoàn trưởng cũng lôi kéo bên kia thịnh bình hoa nhỏ giọng nói, lão thịnh, năm trước các ngươi đoàn không có tiền, chúng ta chính là lạc khẩn lưng quần khẩn cấp chi viện, ngươi cũng không thể đã quên chúng ta 12 đoàn. Lão thịnh, các ngươi đoàn mà thiếu, hàng năm khóc than, mỗi năm mùa đông kia nhưng đều là chúng ta chính đoàn ở chi viện các ngươi, này chuyện tốt ngươi cũng không thể rơi xuống ta. Thịnh bình hoa, Lưu thọ hải, đến, trước kia thiếu nợ, hiện tại đến còn lúc nghe được các vị đoàn trưởng cùng đoàn chính ủy nhóm trộm đạo chắp nối đi cửa sau quân khu thủ trưởng dở khóc dở cười được rồi việc này quân khu sẽ trù tính chung kế hoạch khẳng định cho đại gia một cái vừa lòng hồi đáp thủ trưởng đây chính là ngài nói chuyện này đến xử lý sự việc công bằng đúng vậy lớn như vậy cái quân khu phía dưới như vậy nhiều quân đoàn các quân đoàn nghèo phú không đồng nhất tài nguyên thượng khẳng định có trọng điểm các vị đoàn lãnh đạo đã sớm biết hài tử biết khóc có nải ăn đến mỗi ngày khóc than, lúc nào cũng khóc than, như vậy mới có thể nhiều điểm tài nguyên. Liền tính cuối cùng không được đến vật tư, khóc hai câu lại không uổng kính. Thủ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này chính là không nghĩ xử lý sự việc công bằng đều không được a. À. Cái này lên men nhà máy thức ăn gia súc năm giá trị sản lượng 1-200 vạn, từ quân khu trù tính chung quy hoạch, khẳng định sẽ mở rộng quy mô, đến lúc đó năm giá trị sản lượng nói không chừng có mấy trăm thượng ngàn vạn, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ hắn một người không làm chủ được, đến cùng mặt khác quân khu lãnh đạo thương lượng, nói không chừng còn phải hướng về phía trước hội báo. Một chúng lãnh đạo trở về nhị đoàn quân doanh, bên này Khương Nghiên cùng quân tẩu nhóm cũng đi tới nhị đoàn sân huấn luyện. Nghe Hà Hồng Tú giới thiệu, đoàn văn công là nhị đoàn tiêu tiền mời đến. Cho nên sẽ biểu diễn hai tràng, buổi sáng cùng buổi chiều các một hồi. Toàn bộ đoàn binh lính đều sẽ tới, phiên trực cương vị còn lại là buổi sáng cùng buổi chiều đổi gác, Tóm lại mỗi người đều có thể nhìn đến đoàn văn công biểu diễn. Biểu diễn sân khấu đã đáp hảo, các văn nghệ binh nhóm đang ở đài sau làm các loại chuẩn bị. Khương Nghiên mấy người vừa đến, liền có tiểu chiến sĩ đem các nàng dẫn tới chuyên môn vì gia đình quân nhân nhóm chuẩn bị khu vực, nơi này đã sớm chỉnh tề dọn xong tiểu băng ghế. Diệp Phượng kiều thấp giọng phun tào, còn phải trước xem biểu diễn mới có thể ăn cơm a. Nương, cái kia đài hảo cao a, có người ở mặt trên ca hát sao? Thịnh An Quân lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy, thập phần tò mò, bên cạnh từ đi xa lôi kéo Phùng Ánh Xuân nói, nương, ta muốn đi mặt trên chơi. Kết quả nên đón một cái bạo lực. Không chuẩn, ta nhưng cùng ngươi nói, hôm nay có rất nhiều lãnh đạo ở đây, ngươi nếu là dám chạy loạn, đêm nay về nhà cha ngươi không đánh ngươi mông nở hoa không thể. Vừa nghe lời này, từ đi xa vội vàng che lại chính mình mông nhỏ, ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân bên người, một đôi mắt nơi nơi ngó, tò mò nhìn chung quanh chương 157 ăn cơm không tích cực, sọ não có vấn đề. 9 giờ nhiều. Các chiến sĩ xếp thành một liệt, bước đều nhịp nện bước từ nơi xa đi tới, ở sân khấu đối diện theo thứ tự ngồi xuống. Một chúng gia đình quân nhân ở sân khấu nhất bên phải tiểu khối khu vực. Phía trước đệ nhất bài cùng đệ nhị bài cùng với bên trái đại khối khu vực còn lại là các vị thủ trưởng cùng quan quân vị trí. Nhìn đi tới các chiến sĩ, Hà Hồng Tú mấy người thập phần bình tĩnh, trường hợp như vậy các nàng gặp qua rất nhiều lần bọn nhỏ lại thập phần mới lạ khương nghiên cũng tò mò nhìn trong lòng không được cảm khái quân trang giữ người a thô sơ giản lược nhìn lại này từng cái các chiến sĩ đều không tồi thật đẹp mắt khương nghiên còn ở trong đám người nhìn đến mấy cái diện mạo không tồi coi như thanh tuấn lãng giật tiểu chiến sĩ đương nhiên so lục vân thăng khẳng định là kém không ít trịnh bội dung cũng ở trong đám người nhìn quét thấy nàng như vậy nhi diệp phượng kiều bỗng nhiên tò mò lên nhỏ giọng hỏi trịnh bội dung ngươi kia tương thân thế nào? Trịnh Bội Dung nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào? Biết. Diệp Phượng Kiều cười đắc ý, người nhà viện liền không có nàng không biết tin tức, ngươi kia tương thân đối tượng như thế nào? Trịnh Bội Vinh lắc lắc đầu, không cùng Diệp Phượng Kiều nhiều lời, thật làm Diệp Phượng Kiều biết, ngày mai phải truyền khắp toàn bộ đại viện. Các chiến sĩ từng cái ở quy định khu vực ngồi xuống, eo lưng đỉnh đến thẳng tắp, đôi mắt tò mò nhìn phía trước sân khấu. Không bao lâu, Giang mãn phúc đôi mắt khắp nơi loạn ngắm, tưởng nói hai câu, nhưng hôm nay có thủ trưởng lại đây thị sát, hắn không thể châu đầu ghé tai mà nói chuyện. Bên cạnh chiến hữu cũng trọng đạo chật lưỡi, chịu đựng không dám nói lời nào. Không bao lâu, một chúng đoàn lãnh đạo nhóm vây quanh thủ trưởng đã đi tới, ở đằng trước vị trí ngồi xuống. 10 điểm Hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay, tất cả mọi người thực kích động, Khương Nghiên cũng bị này không khí cảm nhiễm, đi theo vỗ tay. Mở màn là lãnh đạo nói chuyện, Lưu Thọ Hải đại biểu nhị đoàn lên tiếng. Chủ yếu nói chút vui mừng nói, giám sát hôm nay trường hợp, sau đó cảm tạ các chiến sĩ vất vả, lại triển vọng một chút tương lai. Lưu Thọ Hải biết đoàn người không thích nghe thao thao bất tuyệt, liền chưa nói bao lâu, tượng trưng tính đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Biểu diễn bắt đầu rồi. Mở màn là một đầu hồng ca, ta tổ quốc, tiếp theo là ca sướng chúng ta giải phóng quân, sau đó là các loại ca khúc, tiểu ca vũ cùng bản mẫu diễn, màn kịch xen kẽ, cái gì kỳ dùng trí thắng được uy hổ sơn núi sâu hỏi khổ từ từ lần này đoàn văn công văn nghệ binh nhóm mão đủ kính nghi từng cái cảm xúc no đủ tinh thần phấn chấn chưa từng có như thế nghiêm túc công tác quá không có biện pháp kim chủ ba ba cấp quá nhiều không nỗ lực không được a à, đoàn văn công còn nóng trong lại đến biểu diễn đâu Khương nghiên không thấy quá như vậy biểu diễn cảm thấy rất có ý tứ không thể không thừa nhận đoàn văn công thực lực thật là không dung khinh thường Tuy rằng nàng thưởng thức không tới bản mẫu diễn cùng màn kịch, nhưng ca sướng chính là thật tốt. Hơn nữa này đó hồng ca, Khương Nghiên khi còn nhỏ đều nghe qua, còn có thể đi theo ngâm nga hai câu, bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình cùng thời đại này kỳ thật cũng kém không xa. Biểu diễn tổng cộng 2 cái giờ, 10 điểm sướng đến 12 giờ, vừa lúc đi thực đường ăn cơm trưa, buổi chiều biểu diễn 2 giờ rưỡi bắt đầu, đến 4 giờ rưỡi kết thúc. Giữa trưa 2 tiếng rưỡi, để lại cho đoàn văn công ăn cơm cùng nghỉ ngơi như vậy buổi chiều mới có tinh thần biểu diễn đương nhiên biểu diễn tuy rằng quan trọng nhưng giữa trưa này bữa cơm mới là hôm nay chân chính vở kịch lớn biểu diễn còn không có kết thúc thực đường đồ ăn hương liền phiêu lại đây hỗn dầu trơn xào rau hương lệnh người miệng lưỡi sinh tân tất cả mọi người nuốt nuốt nước miếng nhịn không được nhiều hút hai khẩu khí bắt đầu chờ mong lên kéo kéo bên cạnh ca ca thịnh an quân nhỏ giọng nói ca ca thơm quá a à, ta đói bụng xoa xoa đệ đệ đầu thịnh an cùng đem một viên kẹo nhét vào đệ đệ trong miệng đây là khương Nghi ngày đó làm muội muội mang cho hắn hắn vẫn luôn không bỏ được ăn ăn ngọt ngào kẹo thịnh an quân đôi mắt một chút liền sáng che miệng chậm rãi hàm chứa trong lòng vui vẻ không thôi ca ca tốt nhất mùi hương thường thường theo phong bay tới đoàn người tuy rằng an tỉnh ngồi nhưng tâm đã sớm bay đến thực đường đi cuối cùng một cái biểu diễn vẫn là ca hát ở người chủ trì dõng dạc hùng hồn lời nói trung, buổi sáng biểu diễn kết thúc lưu thọ hải mời một chúng lãnh đạo đi thực đường ăn cơm một chúng gia đình quân nhân cùng các chiến sĩ cũng lấy thượng chính mình hộp cơm lục tục hướng thực đường đi đến hôm nay thái phẩm chủng loại rất nhiều đại gia ở các cửa sổ hàng phía trước đội lựa chọn chính mình muốn ăn thái phẩm để thượng phiếu cơm gia đình quân nhân cũng xếp hạng trong đội ngũ chỉ là các nàng không cần phiếu cơm nhị đoàn mời khách đội ngũ đằng trước lãnh đạo nhóm đi vào cửa sổ trước liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là món ăn mặn một cái thức ăn chay đều không có, liền canh đều là đại xương cốt hầm, trắng bóng. Nhìn cửa sổ kia từng bồn mạo nhiệt khí thịt đồ ăn, lãnh đạo nhóm không ngừng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, mỗi dạng đồ ăn đều đánh thượng một ít, ở thực đường góc ngồi xuống. Tục ngữ nói, ăn cơm không tích cực, sọ não có vấn đề. Các chiến sĩ bị hương chảy ròng nước miếng, múc cơm tốc độ đều nhanh không ít, mặt sau người đều tò mò nhìn phía trước, thực đường cũng náo nhiệt lên. Ai mẹ, quá thơm. Ta thấy được, ta thấy được, tất cả đều là thịt đồ ăn. Qua, còn có hâm lại thịt. Đó là cái gì, ta thấy được, khi cái gì là? Tô thịt. Còn có thịt nát miếng. Cuộc sống này cũng quá mỹ, nằm mơ cũng không dám như vậy tưởng. Ta nhưng nghe liền trường nói, về sau mỗi ngày đều có món ăn mặn. Thật giả. Đương nhiên là thật sự, chúng ta đoàn heo tràng chính là có hơn 1.000 đầu heo, hơn nữa trong đoàn không bán, đều cấp chúng ta ăn đánh hảo cơm người vội vàng ngồi xuống gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm thịt xếp hàng người xem đến nước miếng chảy ròng thực mau múc cơm đội ngũ liền đến phiên khương nghiên chờ một chúng gia đình quân nhân khương nghiên đánh năm cái đồ ăn lại múc chén lùng hương canh xương hầm cùng tẩu tử nhóm cùng nhau ngồi xuống nương thơm quá a à. thật nhiều thịt mọi người đều rất vui vẻ diệp phượng kiều kẹp lên một khối thịt mỡ tức khắc đôi mắt đều cười mị liên tiếp ăn vài khối đại thịt mỡ thỏa mãn đến không được, kết quả ăn ăn bỗng nhiên liền khóc. Viên tố phượng hỏi, làm sao vậy, như thế nào còn khóc? Diệp phượng kiều khóc nức nở nói, ta đời này lần đầu tiên ăn nhiều như vậy thịt. Nàng là ai quá đói, nàng đói cảm giác nàng so với ai khác đều rõ ràng. Sau lại gả cho các đi tới, tuy rằng có thể ăn cơm no, nhưng cũng là lâu lâu mới có thể ngửi được thức ăn mặn. Liền tính cắt một cân thịt. Khi cũng đến trước lọc dầu, dư lại luyện khô thịt mỡ cùng thịt nạc đạt được rất nhiều lần ăn, không thể một đốn ăn xong. Một lần ăn nhiều như vậy thịt, thật là nàng đời này lần đầu tiên. Giờ này khắc này, đối từ nạn đói trung tìm được đường sống trong chỗ chết dịp Phượng Kiều tới nói, không thua gì thân ở thiên đường. Nàng như vậy nỗ lực mà tồn tại, còn không phải là vì một ngụm ăn sao. Diệp Phượng Kiều tiếng khóc cũng cảm nhiễm chung quanh nghèo khổ xuất thân tiểu chiến sĩ, từng cái đều trộn lau nước mắt. Có thể tới tòng quân, phần lớn đều là vì ăn một ngụm cơm no, như vậy mồm to ăn thịt thật là không dám tưởng, hơn nữa về sau còn có thể mỗi ngày ăn thịt, quê quán cha mẹ đã biết, nên nhiều vui vẻ a. À. Chương 158 khen thưởng. Trong đoàn đã đã cho. Thấy không khí dần dần thương cảm lên, Hương Nghiên cười trêu chọc. Diệp Phượng Kiều, hảo hảo khóc, dùng một lần khóc xong, về sau đừng mỗi lần ăn thịt ngươi đều như vậy, chúng ta chịu không nổi. Trắng Khương Nghiên liếc mắt một cái, Diệp Phượng Kiều quả nhiên không khóc nàng bởi vì mang thai, cảm xúc có chút mẫn cảm, hiện tại bị Khương Nghiên một đánh gãy liền khóc không đứng dậy. Viên Tố Phượng cười an ủi, trước kia đều đi qua, về sau chúng ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Bị Khương Nghiên như vậy một đánh gãy, không khí thực mau liền lại lần nữa náo nhiệt lên, mỗi người đều thực vui vẻ, đối tương lai tràn ngập chờ mong cùng khát khao. Nhìn mọi người dáng vẻ hạnh phúc, thủ trưởng phát ra từ nội tâm cảm khái, nhị đoàn làm kiện đại sự A. Mặt khác đoàn lãnh đạo nhóm cũng trầm mặt, nhưng này trầm mặt lại là ở tự hỏi, nhị đoàn phát đạt, bọn họ đoàn như thế nào mới có thể đáp. Thượng đi nhờ xe cũng phát đạt một hồi đâu. Cao Thuật Lâm, Thịnh Bình Hoa cùng mấy cái đoàn lãnh đạo bồi thủ trưởng nói chuyện, Lưu Thọ Hải ngồi một khác bàn, bồi mặt khác mấy cái đoàn lãnh đạo. Tám đoàn đoàn trưởng ngồi ở Lưu Thọ Hải bên người, nhỏ giọng nói thầm nói, tất cả đều là món ăn mặn, còn nhiều như vậy thịt, các ngươi hôm nay giết mấy đầu heo. 15 đầu. Thực sự có tiền a à? Tám đoàn đoàn trưởng than nhẹ ra tiếng, bọn họ đoàn tổng cộng mới như vậy mấy chục đầu heo, đều là lưu trữ ăn Tết ăn, ngày thường nào bỏ được như vậy ăn nha. Bỗng nhiên, hắn Linh Quang chợt lóe, nhìn Lư Thọ Hải cười nói, lão Lư, quân khu chính sách không biết bao lâu mới xuống dưới, nếu không các ngươi bán điểm thức ăn chăn nuôi cho chúng ta, làm chúng ta cũng cải thiện cải thiện thức ăn. Đúng, đúng đúng đúng, lão hoàng chủ ý này nói đến điểm tử thượng. Bàn đối diện 10 đoàn cùng 12 đoàn lãnh đạo liên tục gật đầu, chen vào nói tiếng vào các ngươi như vậy nhiều thức ăn chăn nuôi, bán xưởng chế biến thịt là bán, bán chúng ta huynh đệ đoàn cũng là bán, chiếu cố chiếu cố ta người một nhà. Lưu Thọ Hải nhìn mấy người, thanh âm bình tĩnh lại đạm nhiên, các ngươi có tiền sao? Bán xưởng chế biến thịt 5 phần tiền một cân, ta cho các ngươi giảm giá 20%, hữu nghị giới 4 phần. Mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi, phi thường độc thân mà đồng thời lắc đầu. Không có tiền. Thiếu. Lưu Thọ Hải cười khẽ, không có tiền, không có tiền ngươi ăn cái gì thịt heo chạy nhanh trở về luyện binh đi 12 đoàn đoàn trưởng thương tâm mà nhìn lưu thọ hải lời này nói huynh đệ đoàn huynh đệ đoàn kia chính là quá mệnh giao tình nói tiền thương cảm tình nhưng nói cảm tình thương tiền nha lưu thọ hải nhẹ a à một tiếng một bộ nhìn thấu mấy người bộ dáng hắn liền biết này mấy cái không có hảo tâm tất cả đều là tới tống tiền trước kia tranh tài nguyên thời điểm như thế nào không gặp bọn họ nói cảm tình bên kia chính đoàn đoàn trưởng một phen ôm lấy lưu thọ hải bả vai chúng ta chính đoàn cùng nhị đoàn kia chính là tình so kim kiên tiền tài chính là vật ngoài thân làm đảng viên như thế nào có thể như vậy tính toán chi ly đâu tám đoàn đoàn trưởng liên tục gật đầu lão tần nói rất đúng lão lưu ta phải hảo hảo phê bình ngươi làm một đoàn chi trường phải học được coi tiền tài như cạn bã lưu thọ hải nhưng không mắc lừa vừa định mở miệng nói chuyện mười đoàn đoàn trưởng lập tức nói tiếp xóa nhị đoàn chính là chúng ta quân khu hảo tấm gương liền nói như vậy định rồi, chúng ta 10 đoàn mỗi tháng muốn 5 tấn thức ăn chăn nuôi, tiền trước thiếu. 8 đoàn muốn 6 tấn. 9 đoàn muốn 5 tấn. Chúng ta 12 đoàn không nhiều lắm muốn, cũng muốn 6 tấn đi. Ta đáp ứng rồi sao? Lư Thọ Hải nhìn mấy người, các ngươi sẽ không thiếu nợ không còn đi. Lão Lư, ta sinh khí, ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng ngươi không thể hoài nghi chúng ta 12 đoàn đoàn phẩm. Đúng vậy. Tim có thể nhiễm hôi, nhưng bọn im đoàn cần thiết kim quan lấp lánh. Lư thọ hải mắt trợn trắng, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sĩ người, trước kia như thế nào không phát hiện này đó da mặt dày đâu. Vài vị đoàn trưởng cao hứng không thôi, này mấy tấn thức ăn chăn nuôi có thể nhiều uy thượng trăm đầu heo, ngẫm lại liền cảm thấy giàu có a. À. Các đoàn cùng các đoàn chi gian, lẫn nhau đều là có ân tình, hơn nữa đại gia kinh tế trạng huống đều không thế nào hảo, lưu thọ hải tự nhiên sẽ không hùng hổ dọa người. Cùng lắm thì thu hoạch vụ thu sau, hắn tự mình mang theo trong đoàn đoàn xe, một nhà một nhà tới cửa kéo cộng rơm gán nợ. Dù sao thức ăn chăn nuôi không lo bán, đến lúc đó kéo trở về cộng rơm làm thành thức ăn chăn nuôi lại bán cho các đoàn, hắn còn có thể kiếm điểm. Sau khi ăn xong, thủ trưởng đưa ra muốn gặp Khương Nghiên một mặt, hắn rất tò mò, lấy ra như vậy đánh giá kỹ thuật sẽ là cái dạng gì người. Lưu Thọ Hải mang theo thủ trưởng cùng một chúng đoàn lãnh đạo đi văn phòng nghỉ ngơi, Thịnh Bình Hoa tự mình đi kêu Khương Nghiên nghe được thịnh bình hoa ý đồ đến khương nghiên có chút ngoài ý muốn a à. điểm danh muốn gặp ta là có chuyện gì sao nói thật khương nghiên có chút nhút nhát kia chính là quân khu thủ trưởng a tướng quân cấp bậc nhân vật mặc kệ là đời trước vẫn là đời này nàng cũng chưa gặp qua như vậy ngưu bức nhân vật thấy khương nghiên dáng vẻ khẩn trương thịnh bình hoa cười nói không cần quá khẩn trương thủ trưởng hẳn là chỉ là muốn gặp ngươi nói vài câu chuyện phím, nghĩ như thế nào liền như thế nào trả lời không cần quá rối rắm cảm ơn chính ủy khương nghiên gật gật đầu đi theo thịnh bình hoa đi đoàn bộ văn phòng nhìn khương nghiên rời đi bóng dáng tẩu tử nhóm cũng nghị luận khai phùng ánh xuân sùng bái không thôi quá lợi hại quân khu thủ trưởng thế nhưng muốn gặp khương nghiên mùi tử viên tố phượng cúi đầu nhìn bên người nữ nhi ngũ thu nguyệt dặn dò nói nguyệt nguyệt nhất định phải nỗ lực đọc sách nhiều đọc sách mới có thể giống khương nghiên thẩm thẩm như vậy tiền đồ ân Tiểu cô nương nghiêm túc lại trịnh trọng gật đầu, nương, ta nhất định sẽ nỗ lực, giống Khương Nghiên thẩm thẩm như vậy. Đoàn trưởng văn phòng. Khương Nghiên đứng ở cửa, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào, trong phòng liền thủ trưởng một người. Nhìn thấy Khương Nghiên, thủ trưởng có chút kinh ngạc lộ ra một cái hòa ái tươi cười. Tiến vào ngồi. Không nghĩ tới nghiên cứu xuất phát diếu kỹ thuật người lại là như vậy tuổi trẻ, người hẳn là không đến 20 tuổi đi. Khương Nghiên vội vàng đi tới ngồi xuống, cung kính trả lời, 18 tuổi. Niên thiếu anh tài a." À. Thủ trưởng kinh ngạc cảm thán không thôi, nghĩ đến lập tức thời cuộc lại âm thầm thở dài. Hắn nhìn về phía Khương Nghiên, "Ta muốn cảm ơn ngươi lên men kỹ thuật, nó tiềm tàng giá trị phi thường thật lớn." Thủ trưởng quá khen. Thấy thủ trưởng thái độ hòa ái, lại trò chuyện nói mấy câu, Khương Nghiên khẩn trương thấp thỏm cảm xúc dần dần thả lỏng lại. Thủ trưởng cười hỏi, "Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng?" Khương Nghiên có chút ngoài ý muốn thủ trưởng thế nhưng sẽ hỏi cái này vấn đề, cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như không có gì muốn. Vì thế trả lời nói, trong đoàn đã đã cho khen thưởng. Thủ trưởng cười cười, cũng đúng, ngươi là quốc gia biên dịch cục phiên dịch sư, vừa không thiếu tiền cũng không thiếu phiếu. Nói, thủ trưởng biểu tình bỗng nhiên trịnh trọng một ít. Khương Nghiên đồng chí, ngươi là một cái phi thường có tài hoa người, ta minh bạch ngươi có băng khoăn, tưởng đại ở nhà thuộc viện, nhưng ta hy vọng ngươi không cần chậm trễ, càng không cần suy suốt. Lập tức gian nan tổng hội qua đi, chúng ta muốn mắc với tương lai. Ta tin tưởng, ngươi nhân tài như vậy trong tương lai nhất định sẽ sáng lên nóng lên. Nghe thế phiên lời nói thấm thía nói, Khương Nghiên giật mình thần. Thủ trưởng, ngươi giống như hiểu lầm. Chương 159 hoa, ngươi hảo tàn nhẫn. Nhìn thủ trưởng quan ái bộ dáng, Khương Nghiên thành thật nói, thủ trưởng, vì quốc gia làm cống hiến là mỗi cái hoa hạ người mộng tưởng, ta cũng không ngoại lệ, nhưng so với cái này, ta càng muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Nhàn hạ rất nhiều, làm làm chính mình thích sự, hoặc là cùng tẩu tử nhóm cùng nhau tâm sự, liền khá tốt. Khương Nghiên đối danh lợi thật không có gì theo đuổi, liền tưởng nằm yên quá ngày lành. Hơn nữa hiện tại lúc này tốt nhất vẫn là an tĩnh sống tạm, đáng khinh phát dục. Nàng tuy rằng có hệ thống làm tự tin, nhưng người có tâm tưởng cho ngươi bác nước bẩn, như thế nào đều có thể tìm được phương pháp, so với hỗn loạn, nàng vẫn là càng thích bình tĩnh thủ. Trưởng gật đầu, ta minh bạch, vậy ngươi liền làm chính mình thích, nhưng nếu quốc gia thật sự yêu cầu ngươi, vẫn là hy vọng ngươi có thể rút ra thời gian. Cái này tự nhiên. Khương Nhiên khẳng định trả lời, ta là hồng kỳ hạ lớn lên hài tử, vĩnh viễn tâm hướng quốc gia. Nghe vậy, thủ trưởng vui mừng cười, nói lên tân đề tài. Nghe nói ngươi là một vị lợi hại trung y, cấp nhị đoàn là một ít hiệu quả thực không tồi trung dược. Khương Nhiên kinh ngạc lại không ngoài ý muốn, mặt trên lãnh đạo muốn biết, Lưu Thọ Hải bọn họ không có khả năng sẽ giấu giếm. Vì thế do dự nói, chuẩn xác mà nói ta là dược sư, không phải trung y, trung y trọng điểm là bệnh, dược sư trọng điểm là dược, vẫn là có nhất định sai biệt. Thủ trưởng không hiểu y học. Nhưng hắn biết Khương Nghiên dược hiệu quả, hơn nữa không chỉ có hiệu quả hảo, phí tổn cũng thấp, ở trên núi nhẹ nhàng là có thể tìm được. Sự thật bại ở trước mặt, hắn cũng không có hoài nghi lời này thật giả, chỉ tưởng cái gì đặc biệt dân gian truyền thừa thấy khương nghiên không muốn nhiều lời thủ trưởng tự nhiên cũng không hỏi nhiều hai người lại trò chuyện vài câu việc nhà thủ trưởng lời trong lời ngoài đều ở hướng khương nghiên truyền lại một cái tín hiệu ngươi băn khoăn ngươi lo lắng quân khu đều biết nhưng ngươi là nhân tài cho nên quân khu rất coi trọng chỉ cần không trái với quy định hắn cùng các cấp lãnh đạo tuyệt đối duy trì khương nghiên cũng là có thể nói người đối thủ trưởng thiện ý cấp ra chính diện phản hồi hai người lưu đến cũng không tệ lắm văn phòng thỉnh thoảng truyền đến thủ trưởng trung ký 10 phần tiếng cười. Thấy xong Khương Nghiên sau, thủ trưởng cùng một chúng đoàn lãnh đạo nhóm liền rời đi, nhưng nhị đoàn chúc mừng còn ở tiếp tục. Không có lãnh đạo nhóm ở bên, nhị đoàn chiến sĩ nhóm cũng thả lỏng lại, không giống buổi sáng như vậy cần thiết ngồi thẳng tắp đoan chính. Đại gia lẫn nhau gian nói nói cười cười, không khí rất là nhẹ nhàng. Từ đoàn bộ văn phòng ra tới, Khương Nghiên hướng sân huấn luyện đi đến. Mới vừa đi ra phía trước phòng ở chỗ ngoặt, liền thấy Lục Vân Thăng đang đợi nàng. Nghe được Khương Nghiên tiếng bước chân, Lục Vân Thăng cũng quay đầu nhìn lại đây, lộ ra một cái ấm áp đến đủ để lệnh băng tuyết tan rã tươi cười. Hắn triều Khương Nghiên đi tới, cao lớn thân ảnh dưới ánh nắng chiếu rọi xuống bị kéo trường, ảnh ngược ở màu đỏ gạch trên tường. Ta đi tìm ngươi, tổ tử nhóm nói ngươi đi gặp thủ trưởng. Ân, thấy. Khương Nghiên cũng nhanh hơn bước chân, đi đến Lục Vân Thăng bên người, kéo kéo hắn ống tay áo, nhỏ giọng hỏi, cái này thủ trưởng là Trần Lâm trưởng bối sao? Không phải. Lục Vân Thăng khẽ nhíu mày, giải thích nói, Trần Lâm phụ thân là quân khu tham mưu trưởng, là thủ trưởng cùng ngươi nhắc tới hắn sao? Không có. Ta cùng thủ trưởng lưu đến còn khá tốt, hắn cũng thực thành khẩn, nghe hắn ý tứ về sau vẫn là lấy ta chính mình ý nguyện là chủ, ta chỉ là lo lắng hắn là Trần Lâm trưởng bối, sẽ mượn cơ hội thông qua ta chèn ép ngươi. Trên người nàng nhưng công kích điểm so Lục Vân Thăng nhiều hơn, chính mình ra vấn đề khẳng định sẽ ảnh hưởng đến lục vân thăng vì thế khương nghiên đem chính mình cùng thủ trưởng đối thoại thuật lại một lần làm lục vân thăng giúp đỡ phân tích phân tích xem nàng lý giải đến ý tứ có phải hay không thủ trưởng chân chính tưởng lời nói khương nghiên không có chính trị kinh nghiệm lãnh đạo nhóm có đôi khi nói chuyện quanh co lòng vòng nàng không nhất định có thể kịp thời lý giải nghe xong lục vân thăng hơi hơi cúi đầu ánh mắt ôn nhu mà nhìn khương nghiên thủ trưởng là ở phóng thích thiện ý không cần lo lắng về sau nên thế nào vẫn là thế nào. Cũng không cần chú ý Trần Lâm, phụ thân hắn là tham mưu trưởng lại như thế nào, lợi dụng chức quyền đem hắn phóng tới ta bên người cọ công đã là hắn có thể làm được cực hạn. Này hai cha con nếu là thật dám làm ra đoạt công sự tình, phụ thân cùng gia gia sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nói hắn nhìn nhìn bốn phía, duỗi tay ôm lấy Khương Nghiên, thấp giọng nói, huống chi ta còn có lợi hại như vậy tức phụ, bọn họ liền thật muốn động thủ cũng đến xem ta tức phụ nhi có đáp ứng hay không khương nghiên cười cười ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh như thế nào không có lục vân thăng ôm lấy khương nghiên hướng sân huấn luyện đi đến vừa đi vừa nói chuyện buổi sáng tiếp đãi thời điểm thủ trưởng cố ý để tình khen vài câu còn không đều là xem ở ngươi mặt mũi thượng quan làm được thủ trưởng vị trí này chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm không có gì đáng sợ sợ với hắn mà nói công lao mới là quan trọng nhất khương nghiên tò mò nói như vậy ta liền cái này công lao Lục Vân Thăng cười nói, chỉ cần nhà máy thức ăn gia súc mở rộng thuận lợi, đây là thiên đại đại công lao. Khương Nghiên chớp chớp mắt, để sát vào một ít nhỏ giọng nói, ngươi nói, ta có hay không cơ hội thấy đại thủ trưởng. Lục Vân Thăng mày kiếm khẽ nhất, cười trêu ghẹo nói, nha, tức phụ nhi, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy chí hướng đâu. Hừ. Khương Nghiên ngạo kiều ngửa đầu, không phục mà nói, mộng tưởng luôn là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Lục Vân Thăng khóe môi gợi lên, Sát có chuyện lạ gật đầu, tức phụ nói rất đúng, ngươi hảo hảo cố lên, về sau mang theo ta cùng nhau thấy đại thủ trưởng, ta không ngại ăn cơm mềm. Hành đi, xem ở ngươi ngày thường tận tâm phụng dưỡng phân thượng, mang lên ngươi. Khương Nghiên cười nhìn hắn một cái, mặt mày thanh thuần, đuôi mắt lại ẩn vài tia thành thục nữ nhân mị hoặc cùng phong tình. Lục Vân Thăng tâm động không thôi, hận không thể đương trường ấn người mãnh thân. Xem hắn này ánh mắt, Khương Nghiên liền biết này gia súc muốn làm sao, vội vàng lôi kéo hắn tay đi phía trước đi chạy nhanh đi thôi lục doanh trưởng đoàn văn công biểu diễn muốn bắt đầu rồi nhìn nắm chính mình tức phụ lục vân thăng không tiếng động cười cười đến thực hạnh phúc đây là chưa bao giờ có người nhìn thấy lưu luyến một chỗ trong một góc hai cái tiểu chiến sĩ vừa lúc đi tới nhìn đến cách đó không xa kia một màn mở to hai mắt nhìn ta có phải hay không hoa mắt cái kia là một doanh trưởng đi đúng không bên cạnh chiến hữu không phải thực xác định triệu đi xa khương nghiên hai người lại cẩn thận nhìn nhìn đây là ngoại hiệu thiết lan một doanh trưởng sao hai người nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu không ngừng lắc đầu cảm khái chật 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 đây là cưới tức phụ nhi nam nhân liền băng sơn một doanh trưởng đều có thể cười thành dáng vẻ kia không biết ta cưới tức phụ nhi đến có bao nhiêu vui vẻ a à, hảo tưởng cưới vợ ta cũng tưởng hai người dựa vào cùng nhau khát khao mà nhìn đưa lưng về phía bọn họ chậm rãi đi xa khương nghiên hai người nhận thấy được lưỡng đạo xa lạ tầm mắt, Lục Vân Thăng quay đầu lại nhìn lại đây, hai người hoảng loạn mà trốn vào chỗ ngoặt chỗ, trái tim thẳng nhảy. Chúng ta bị phát hiện sao? Sẽ không sẽ không, chúng ta vị trí như vậy ẩn nấp, khẳng định sẽ không bị phát hiện, vẫn là chạy nhanh lưu đi. Đi đi đi. Đều tại ngươi, một hai phải đi tắt, cái này hảo đi, đụng vào một doanh trưởng cùng tẩu tử thân thiết, vạn nhất hắn đem hai ta đều đi một doanh nhưng làm sao? Hôm nay chuyện này hai ta ai đều không chuẩn nói ra đi, Ngươi nếu là tiết lộ đi ra ngoài, ta cái thứ nhất cử báo ngươi. Qua, ngươi hảo tàn nhẫn, còn có phải hay không hảo huynh đệ? Hảo huynh đệ muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống, đây chính là bài trưởng nói. Chương 160 đến tột cùng là ai dạy hư nhị đoàn không khí. Thoáng nhìn phía trước có người tới, lục vân thăng buông ra Khương Nghiên, hai. Người cách xa nhau nửa thước, một trước một sau đi vào sân huấn luyện. Thấy Khương Nghiên trở về, Hà Hồng Tú vội vàng hô, mụi tử mau tới. Buổi chiều biểu diễn cùng buổi sáng không giống nhau. "Hảo, lập tức." Khương Nghiên nhìn về phía Lục Vân Thăng, Lục Vân Thăng ôn thanh nói, "Ta ngồi trên ngọ vị trí, chờ lát nữa biểu diễn kết thúc, ngươi cùng Tẩu Tử nhóm đi về trước." "Ân." Ừ. Khương Nghiên hướng Tẩu Tử nhóm đi đến, Lục Vân Thăng cũng đi hướng sân khấu bên kia, liên doanh cấp bậc quan quân đều ở bên kia. Thấy Lục Vân Thăng trở về, từ lỗi khuỷu tay chạm chạm hắn, nhỏ giọng nói, "Ta nói ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi." còn không phải là đi gặp thấy thủ trưởng, ngươi còn phải đi một chuyến, lo lắng ngươi tức phụ chịu ủy quốc A. Ân. Lục Vân Thăng đơn giản một chữ, biểu lộ chính mình thái độ. Bên cạnh ngũ kim triều liên tục sách thanh, phản phất không quen biết Lục Vân Thăng, lão Lục, ta phát hiện ngươi là thật không giống nhau, làm người lau mắt mà nhìn. Trước kia ta tổng cảm thấy ta là chúng ta nhị đoàn tốt nhất nam nhân, hiện tại ngươi chỉ so ta hơi kém hơn một chút. Từ lỗi nhìn chầm chầm ngũ kim triều nhìn nhìn, khó có thể tin nói, lão ngủ ta phát hiện ngươi cũng không giống nhau này da mặt a à, lại dày vài phần ngay trước mặt ta ngươi đều có thể nói ra nói như vậy ngũ kim triều không phục lão từ ta chính là nhà chúng ta thuộc viện công nhận hảo nam nhân ta không chỉ có tẩy trong nhà quần áo nghĩ phép còn nấu cơm ngươi lấy cái gì cùng ta so từ lỗi cười nhạt một tiếng hai người ngươi một câu ta một miệng nhỏ giọng tranh luận lên đến tục cùng ai mới là nhị đoàn nhất xứng chức trượng phu lục vân thăng một đầu hắc tuyến Rốt cuộc là ai dạy hư nhị đoàn không khí? Bên cạnh liền trường cùng bài trưởng nhóm đều an tĩnh nghiêng tai nghe. Bọn họ phần lớn vẫn là quan côn, cho dù có bộ phận đã kết hôn, tức phụ cũng ở quê quán, hôn nhân kinh nghiệm thiếu đáng thương. Nhị doanh trưởng cùng tam doanh trưởng thường xuyên ở trước mặt mọi người thổi phòng gia đình mỹ mãn, khoe ra tức phụ cùng nhi tử nữ nhi, đại gia trong lòng còn là phi thường hâm mộ. Vừa lúc nhân cơ hội học tập một chút, về sau khẳng định dùng đến. Nhưng hai người thanh âm quá tiểu, có chút nghe không rõ lắm, nhị doanh một cái liền trường cầm tiểu vỡ, bỗng nhiên nói. Doanh trưởng, trừ bỏ giặt quần áo, nghĩ phép thời điểm muốn tích cực nấu cơm, mặt sau còn có cái gì tới. Không quá nghe rõ, có thể hay không lặp lại lần nữa. Hai người lời nói một đốn, quay đầu nhìn về phía hỏi chuyện liền trường. Thấy đoàn người một bộ nghiêm túc dùng sùng bái biểu tình, Vũ Kim Triều Thanh Thanh giọng nói, lời nói thấm thía mà nói. Muốn trong mắt có việc lấy người từng trải thân phận báo cho các ngươi một người sinh kinh nghiệm, gia đình hòa thuận là sự nghiệp tiến bộ mấu chốt. Nếu gia đình không hài hòa, ba ngày hai đầu cùng tức phụ cãi nhau trí khí, sự nghiệp của ngươi liền sẽ dừng bước không trước. Tam liền một cái liền trường hỏi, nhưng cụ thể muốn như thế nào làm, mới có thể gia đình hòa thuận đâu. Ngũ Kim Triều đắc ý không thôi, ra dáng ra hình nói, làm tức phụ mỗi ngày đều quá đến vui vẻ, nàng vui vẻ, liền sẽ làm ngươi cũng vui vẻ. Mỗi ngày đều tâm tình thoải mái, làm việc liền càng có động lực, sự tình làm tốt lắm, sự nghiệp tự nhiên liền tiến bộ. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, giống như xác thật là như vậy cái đạo lý. Nhị doanh trưởng, cụ thể chứng thực đến sự tình mặt trên hẳn là muốn làm cái gì nha? Đúng vậy, nói đã nửa ngày, rốt cuộc nên làm như thế nào nha? Từ lỗi ho khang hai tiếng, thấy mọi người đều nhìn lại đây, chậm rãi nói, đầu tiên các ngươi phải biết rằng một sự kiện, đó chính là tức phụ mang thai, sinh hài tử, mang hài tử là một kiện sẽ làm nàng bực bội sự tình. Không có hài tử thời điểm, ngươi cùng Tức phụ tương đối nhẹ nhàng, nếu Tức phụ có không vui, cơ bản là ở người khác nơi đó bị cái gì ủy khuất. Nếu chúng ta chiếm lý, ngươi liền giúp nàng xả xả giận, nếu ta không chiếm lý, ngươi liền ôm an ủi một chút, nói vài câu nàng thích nói. Mọi người liên tục gật đầu, từ lỗi tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm. Tức phụ mang thai thời điểm, dễ dàng nhất không vui, ngươi nhiều hỏi hỏi, xem nàng muốn làm gì, muốn ăn cái gì ta liền nghĩ cách thỏa mãn một chút. Sinh hài tử, ngươi liền tẩy tẩy trong nhà quần áo, quét quét rác, hoặc là giúp đỡ tức phụ làm làm cơm, tóm lại nàng không muốn làm cái gì, ngươi liền đi làm cái gì. Chỉ cần ấn ta nói làm, thỏa thỏa không thành vấn đề. Ngũ Kim Triều chen vào nói tiếng vào. Còn có quan trọng nhất một chút, tức phụ tức giận thời điểm, ngàn vạn không cần cùng nàng giảng đạo lý. Mặc kệ là đúng hay là sai, ta đều trước nhận sai, chờ nàng hết giận, lại cùng nàng giảng đạo lý. Hai người nhỏ giọng truyền thụ kinh nghiệm, liền trường bài trưởng nhóm liên tục gật đầu, vội vàng ở tiểu sách vỡ thượng ký lục xuống dưới. Này nhưng đều là quý giá tri thức, dễ dàng bất truyền thụ người khác. Lục Vân Thăng cũng lặng lẽ nghe, ở trong lòng đánh giá chính mình làm thế nào. Tác chiến ra nhiệm vụ hắn hạ bút thành văn, nhưng ở thảo tức phụ thích cùng kinh doanh hôn nhân phương diện kinh nghiệm, so với ngũ kim triều cùng từ lỗi vẫn là kém không ít. Ngũ kim triều cùng từ lỗi kỳ thật đã kết hôn rất nhiều năm, chỉ là phía trước không thăng nhiệm doanh cấp cán bộ tổ tử nhóm không thể tùy quân đều ở quê quán ở nông thôn hơn nửa mấy năm không trở về một lần gia tổ tử nhóm cũng không có hài tử tình huống như vậy hạ các nàng đều không có cùng này hai ly hôn thuyết minh này hai hôn nhân kinh nghiệm xác thật có một tay lục vân thăng cảm thấy chính mình phi thường yêu cầu như vậy kinh nghiệm có thể làm được doanh cấp cán bộ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm đồ vật này hai đem chung quanh mọi người bao gồm lục vân thăng ở bên trong đều lừa dối sửng sốt sửng sốt, liền đoàn văn công biểu diễn đều không thế nào chú ý. Quan trọng nhất chính là, này thật đúng là này hai tự mình kinh nghiệm. Ngươi nói làm giận không làm giận. Khương Nghiên nếu là nghe đến mấy cái này lời nói, cao thấp đến khen ngợi một câu. Nhị vị tiên sinh đại nghĩa. Đây chính là ở bộ đội mở Nam Đức học viện A. Thẳng đến biểu diễn kết thúc, mọi người đều có chút chưa đã thèm, bọn họ cảm thấy về sau chính mình cưới tức phụ khẳng định sẽ giống vài vị doanh trưởng giống nhau hạnh phúc chính mình nếu là cũng làm như vậy nói không chừng có thể sớm một chút đảm nhiệm doanh trưởng biểu diễn kết thúc khương nghiên cùng tẩu tử nhóm trở về nhà thuộc viện đi thời điểm thực đường còn làm các nàng một người đề ra hai cân thịt mở về nhà nói là trong đoàn quyết định trong đoàn mỗi ngày ăn thịt gia đình quân nhân nhóm tự nhiên cũng đến chiếu cố một chúng đoàn lãnh đạo cùng cán bộ thương lượng lúc sau quyết định gia đình quân nhân nhóm có thể không hoa phiếu thịt, ấn thị trường giới từ bộ đội mua thịt, tạm định mỗi tháng mỗi nhà 15 cân. Nghe thấy cái này tin tức, tổ tử nhóm kinh hỉ không thôi, vội vàng dẫn theo nhà mình hai cân thịt heo về nhà. Về đến viện người nhà. Khương Nhiên vội vàng cấp tiểu kê thêm cỏ khô, buổi sáng uy sớm, giữa trưa lại không trở về, phỏng chừng đều đói lã. Hắc mễ cũng từ trong phòng chạy ra, ở Khương Nhiên bên chân cọ tới cọ đi. Ngày hôm qua nhiều không ít thư hữu, thừa dịp mấy ngày nay người nhiều cầu năm sao khen ngợi cầu miễn phí tiểu lễ vật cảm ơn đại gia moa moa